thanh liên chi đỉnh, chương 3907, luyện chế diệt tiên pháo, xích dương hải vực, xích dương phường thị, trên đường phố dòng người như dệt, gào to thanh không ngừng, mười phần náo nhiệt, đấu giá hội kết thúc một đoạn thời gian, bất quá xích dương phường thị dòng người vẫn là không ít, có không ít tu sĩ đến này mua sắm tu tiên tài nguyên, nhất tọa yên lặng nói xanh tiểu viện, hung như yên. Vương Thanh Bách cùng Hạ Hầu Giao ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch cùng Vương Thu Lâm ra ngoài đi dạo, Vương Trường Sinh còn đang bế quan, nghe nói tiêu giao ma quân từ bàn gia trên tay cướp đi một cái ngộ đạo châu, ngộ đạo châu là dùng ngộ đạo quả hộp luyện chế mà thành, khó trách bàn gia không dám lộ ra, đừng nói kim tiên tu sĩ, thái ức kim tiên đều sẽ động tâm. Vương Thanh Bạch cảm thán nói, đấu giá hội kết thúc không lâu, tin tức này tự truyền ra, ngộ đạo châu giá trị viễn siêu qua nhị phẩm đạo đang cùng trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Ngộ đạo châu đeo ở trên người, có thể nhường tiên nhân ngộ tính đề cao mạnh, đối với tiên nhân lĩnh hội pháp tắc, bí thuật, thôi diễn công pháp, cải tiến đan phương, cải tiến trận pháp đều có rất lớn trợ giúp. Nghe nói bàn gia là từ thiên cơ thành lấy tới viên này ngộ đạo châu, cũng có tin tức nói, bàn gia diệt Tần gia, từ Tần gia trên tay cướp đi. Hạ hầu giao nói, như quả Tiêu giao ma quân thật là cướp đi ngộ đạo châu, hắn là gặp may, nếu như bị hắn tìm hiểu ra một môn chí tôn pháp tắc, bàn gia liền xui xẻo, cung như yên vẻ mặt hâm mộ, bất kỳ cái gì một tên tiên nhân đều nghĩ nắm giữ một môn trí tôn pháp tắc, bất quá trí tôn pháp tắc quá khó tìm hiểu, đừng nói thiên thần hải vực, liền xem như tại xích dương hải vực, nàng cũng chưa hề nói vị nào tiên nhân tìm hiểu ra trí tôn pháp tắc, ngũ thánh môn khai xuất bản giá cao hơn, trung phẩm diệt tiên pháo, kim tiên sơ kỳ lục sắc tinh hạch, trung phẩm hỗn độn giáp trụ, có không ít kim tiên tu sĩ động tâm tìm kiếm thấp nơi tiêu giao ma quân. Vương Thanh Bách nói. Cho dù là cung cấp tiêu giao ma quân cụ thể hạ lạc tu sĩ, cũng có thể được một khỏa kim tiên sơ kỳ ngũ sắc hỗn độn thú tinh hạch hoặc là khai ngũ khiếu bí pháp, vì tìm kiếm tiêu giao ma quân, ngũ thánh môn là bỏ hết cả tiền vốn. Hạ Hầu Giao nói. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Tiêu giao ma quân bị tìm được a à, một đạo hùng hậu thanh âm nam tử vang lên, vương trường sinh đi ra, mặt lộ tiếu dung. Đấu giá hội kết thúc phía sau, Vương Trường Sinh uống chân linh ngọc dịch, đoán thể hiệu quả rất không tệ. Hắn khí lực vốn là rất cường đại, uống hai ấm chân linh ngọc dịch, khí lực tăng cường không ít, nhục thân cũng tăng cường không ít, càng thêm kháng đánh. Cha, ngài xuất quan, chúng ta đang nói chuyện tiêu giao ma quân đâu? Vương Thanh Bách nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra. Ngộ Đạo Châu Thiên Cơ Thành, Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, Ngộ Đạo Châu là không trông cậy được vào, dù sao tại kim tiên tu sĩ trên tay thiên cơ thành tại hỗn độn đại lục ngẫu nhiên xuất hiện không biết đạo có thể hay không tại hạo dương thành phụ cận xuất hiện vương gia tu sĩ chủ yếu tại hạo dương thành kim ngạc thành cùng cửu tiên thành hoạt động muốn bảo mật lời nói thiên cơ thành tốt nhất tại hạo dương thành phụ cận xuất hiện hắn cũng chỉ là huyễn tưởng một cái làm sao có thể thiên cơ thành vừa vặn tại hạo dương thành phụ cận hiện thế đây cũng quá đúng dịp thu lâm bọn hắn đâu vương trường sinh mở miệng hỏi bọn hắn ra ngoài đi dạo phải đi về a à? vương như yên hỏi vương trường sinh gật gật đầu nói ra gọi bọn họ trở về đi cũng nên khởi hành trở về chuyến này xích dương hải vực chuyến đi thu hoạch của bọn hắn không nhỏ hắn muốn trở về luyện chế diệt tiên pháo cùng hỗn độn giáp trụ vương như yên lấy ra truyền tấn bàn liên hệ vương thanh linh ba người nửa khắc đồng hồ không đến bọn hắn liền trở lại Vương Thanh Bạch đã luyện hóa cửu thủ hàng giao tinh huyết, bất quá hắn còn không có phục dụng cửu chuyển lưu ly đan, dự định trở về Thanh Liên đảo lại phục dụng. Cửu thúc, Tiêu Giao Ma quân thế mà ngay tại trong phường thị, hắn đã rời đi, ngũ thánh môn phái không ít kim tiên tu sĩ truy sát Tiêu Giao Ma quân. Vương Thanh Linh nói, Tào gia không có phái kim tiên tu sĩ xuất thủ. Vương Trường Sinh tò mò hỏi lấy Ngộ Đạo Châu Trân Quý, Tào gia thế mà không có phái kim tiên tu sĩ xuất thủ? vậy ta cũng không rõ ràng, có lẽ Tào gia không tin này việc, bàn gia bắt đầu nói là bị cướp đi nhị phẩm đạo đang cùng trung phẩm hỗn độn giáp trụ, hiện tại còn nói là ngộ đạo châu, xác thực rất khó làm cho người tin phục. Vương Thanh Linh nói, quên đi, việc này không có quan hệ gì với chúng ta, chúng ta xuất tới thời gian không ngắn, trở về Thanh Liên đảo đi. Vương Trường Sinh nói, xuất phường thị, Vương Trường Sinh tế ra bích ngọc chu, chở bọn hắn bảy người hướng về không trung bay đi, tốc độ rất nhanh. Một năm sau, Vương Trường Sinh bảy người về tới Thiên Thanh Liên Đảo, bọn hắn vừa trở lại Thanh Liên Đảo, Vương Sương Minh tự cùng bọn hắn báo cáo gia tộc thương đội bị tập kích tin tức. Tra được Đỗ Thiên Đình lai lịch không có. Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi, tạm thời không có, ám đường đang điều tra, bằng vào chúng ta hiện tại nắm giữ tình huống, Đỗ Thiên Đình xuất thân mạnh gia tỷ lệ rất lớn, những năm này mạnh gia một chút thế lực đối địch hoặc là đắc tội mạnh gia chân tiên tu sĩ không hiểu thấu mất tích sự phát thời điểm đỗ thiên đình cũng tại cửu tiên tông địa bàn vương xương minh báo cáo biết ngươi xuống dưới mau lên phân phó xuống dưới tộc nhân ngoại xuất cẩn thận một chút không cần tự mình ngoại xuất phái nhân thông tri thanh sơn bọn hắn tin tức đề phòng mạnh gia vương trường sinh phân phó nói vương xương minh lên tiếng lui xuống bạch gia mạnh gia hừ thật sự là bọn hắn làm ra lời nói, bút trướng này sớm muộn cùng bọn hắn tính toán. Cùng như yên vẻ mặt sát khí, vương trường sinh gật gật đầu thả ra đám người vương mộng ly, phân phó nói, mộng ly, ngươi đem này ba viên cửu chuyển lưu ly đan, đến nổi tinh khiết tinh hạch, giao cho thanh sơn bọn hắn, căn dặn bọn hắn cẩn thận sử dụng, đưa đến hỗn độn đại lục, giao cho hải đường, ngọc kỳ cùng anh kiệt, mang nhiều vài vị tộc nhân. Nhất định phải tự mình giao đến trên tay của bọn hắn đám người vương thanh linh phục dụng cửu chuyển lưu ly đan, bế quan tu luyện, đi không được, cái khác nhân thực lực không mạnh, vương trường sinh đành phải phái vương mộng ly đi một chuyến, hắn lấy ra một cái màu xanh trữ vật trạc, đưa cho vương mộng ly, cân nhắc đến hỗn độn thú tồn tại, hắn đem đấu giá mua đến thất tinh diệt hồn châu cũng làm cho vương mộng ly mang đến cấp vương thanh sơn, cứ như vậy, chỉ cần không phải kim tiên kỳ hỗn độn thú công thành. Vương Thanh Sơn hẳn là đều có thể giữ vững, tối thiểu nhất có khả năng toàn thân trở ra. Là, chủ nhân. Vương Mộng Ly đáp ứng, Vương Trường Sinh gọi đến Vương Thanh Thành, cho hắn một khỏa cử chuyển lưu ly đan, Vương Thanh Thành hết sức kích động. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh nhường hắn trở về tu luyện. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất lấy ra thanh liên tạo hóa đỉnh, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đã tọa dưỡng thần. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, lấy ra vật liệu luyện khí, bắt đầu luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo. Diệt tiên pháo uy lực không thể kinh thường, một cái phòng ngự loại hạ phẩm tiên khí cũng gánh không được. Lần này đi xích dương hải vực mở rộng tầm mắt, vương trường sinh biết hỗn độn thú tinh hạch đến cỡ nào trân quý. Hắn há mồm phun ra lưu ly băng diễm, rơi vào thanh liên tạo hóa đỉnh dưới đáy, đem vật liệu lần lượt ném vào trong đỉnh, đắp lên nắp đỉnh, thần thức mở rộng, mật thiết chú ý trong đỉnh biến hóa. Trong đỉnh vật liệu chậm rãi xuất hiện dấu hiệu hòa tan, chờ vật liệu toàn bộ hòa tan thành sắc lỏng, Vương Trường Sinh lại dùng thần thức tạo hình, đem sắt lỏng ngưng tụ thành đại pháo hình thái. Sau đó lại tiến một bước luyện chế, thời gian thấm thoát năm vạn năm qua đi. Thiên Thần Hải Vực, Thanh Liên Đảo, gian nào đó mật thất đại môn mở ra, Vương Vĩnh Thiên đi ra, vẻ mặt tươi cười, nàng lấy ra một mặt kim sắc truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, nói ra: "Sương Minh, đến một chuyến chỗ ở của ta, ta có lời hỏi ngươi là gia chủ." Vương Sương Minh đáp ứng, Vương Vĩnh Thiên thu hồi truyền tấn bàn, đi ra ngoài. Nàng đến đến nhất tọa màu xanh thạch đình ngồi xuống, lấy ra đồ uống trà pha trà, một bình nóng hôi hổi tiên trà tốt, Vương Sương Minh cũng đến đây. Hắn cùng Vương Vĩnh Thiên kỹ càng báo cáo gia tộc những năm gần đây tình huống, cử chuyển lưu ly đang hiệu quả rất không tệ, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bách, Vương Thanh Thành, Vương Thanh Tinh, Hạ Hầu Giao, Vương Thông Thiên cùng Vương Thu Lâm bảy người thuận lợi tu luyện thành chân linh vương trường sinh luyện chế ra một nhóm hạ phẩm diệt tiên pháo cùng hỗn độn giáp trụ nhường vương thanh linh vương thanh thành vương thanh bạch mang đi hơn phân nửa vận chuyển đến hỗn độn đại lục tăng cường hạo dương thành lực lượng vương trường sinh cùng uông như yên đều đang bế quan dốc lòng tu luyện vương xương hiển bốn người cũng huấn luyện thành quân tiến về hỗn độn đại lục chính thức trở thành tiên giáp quân cứ như vậy vương gia hơn phân nửa tinh nhuệ đều tại hỗn độn đại lục gia tộc tại thiên thần hải vực tinh nhuệ cũng không ít đám người vương như mộng vương như ý vương quý diệp vương tông vân vương nhất nhị tô hồng thường vương ngọc ngọc thực lực cũng không yếu đương nhiên vương trường sinh cùng uông như yên là gia tộc định hải thần châm bọn hắn tọa trấn thanh liên đảo tự tính vương như mộng bọn người tiến về hỗn độn đại lục tộc nhân cũng an tâm huống chi vương gia không ngừng tuôn ra hiện ra mới chân tiên tu sĩ thương lê đảo còn không có tìm tới a à? vương vĩnh thiên hỏi còn không có xuyên minh cùng mạnh sơn nhất trực phụ trách này việc bất quá điều tra đỗ thiên đình có kết quả chúng ta nhường ám tử xúc động bắt giữ mạnh gia tình báo đường một vị phó đường chủ tăng thêm mộng ly xuất thủ này mới khiến người này nói ra tình hình thực tế đỗ thiên đình chân danh mạnh thiên đình xác thực xuất thân mạnh gia vương xương minh báo cáo tên kia phó đường chủ đâu giải quyết như thế nào vương vĩnh thiên truy vấn hủy đi nhục thân vây khốn nguyên anh hắn vốn là muốn rời khỏi thiên thần hải vực, mạnh gia trong thời gian ngắn không hội phát giác, thời gian dài, vậy liền khó nói, đúng, chúng ta còn có ngoài ý muốn phát hiện, mạnh gia tại tìm tìm xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ, nàng cũng không phải là xuất thân thiên thần hải vực, xuất thân không rõ, chỉ biết là người này là kim tiên tu sĩ, thần thông không nhỏ. Vương Sương Minh nói, vương gia vốn là nghĩ điều tra đổ thiên đình xuất thân lai lịch ngoài ý muốn phát hiện mạnh gia đang tìm kiếm xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ mạnh gia nắm giữ manh mối vương gia cũng nắm giữ xích mộng tiên tử chưa nghe nói qua phái nhất nhị lão tổ bọn hắn đi tìm đi hy vọng có thể đuổi tại mạnh gia phía trước tìm tới nàng tọa hóa động phủ vương vĩnh thiên phân phó nói vương xương minh nhẹ gật đầu nói ra nhất nhị lão tổ đã tại dẫn đội tìm cho hắn trang bị tiên khôi lỗi cùng hạ phẩm diệt tiên pháo hy vọng hắn có thể tìm tới đi. Mạnh gia những năm này không có nhầm vào chúng ta. Tỷ như làm một chút tiểu động tác. Vương Vĩnh Thiên tò mò hỏi, không có, mạnh gia tựa như là quên này vụ, hoặc là trọng tâm đang tìm kiếm xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ đi. Lại hoặc là kiên kỵ gia tộc chúng ta thực lực đi. Vương Sương Minh suy đoán nói, vương gia chân tiên tu sĩ đã vượt qua trăm người, cái này cũng chưa tính trấn hải cung, quân gia, lý gia, nghe gia, Lam Gia, linh tộc cùng thái nhất cung chân tiên tu sĩ, bọn hắn là một cái chỉnh thể, động một viên thiên toàn thân, mạnh gia kiên kỵ cũng rất bình thường. Hy vọng đi. Tốt, ngươi đi mau đi. Vương Vĩnh Thiên vất vất tay, nhường hắn lui xuống, xích mộng tiên tử, nàng tại sao lại chạy đến thiên thần hải vực? Chẳng nhẽ là tị nạn. Vẫn là nguyên nhân khác. Vương Vĩnh Thiên tự nhủ, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì nàng tự hồ phát giác được cái gì, lấy ra một mặt màu vàng kim nhạc truyện tiên kính, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt kính xuất hiện thôi giao khuôn mặt, gia chủ, nghe nói ngài xuất quan, ta có chuyện quan trọng báo cáo. Thôi giao trịnh trọng nói. Chuyện quan trọng gì? Vương Vĩnh Thiên vẽ mặt hiếu kỳ, xương Minh nói với ngươi xích mộng tiên tử đi, thôi giao nói. Ừm, như thế nào, ngươi tra được xuất thân của nàng lai lịch? Vương Vĩnh Thiên hỏi. Truyền ngôn nàng từng tiến vào đạo khí càng không tháp vượt quan, cũng không biết thu được thứ gì, về sau lọt vào nhiều vị kim tiên tu sĩ truy sát, tung tích không rõ. Thôi Giao nói, từng tiến vào đạo khí càng không tháp. Vương Vĩnh Thiên sắc mặt ngưng tụ, như quả Thôi Giao nói là sự thật, Xích Mộng Tiên Tử từng tiến vào đạo khí càng không tháp vượt quan, lấy được kỳ trân dị bảo hoặc là cường đại công pháp cũng khó nói, khó trách mạnh gia phái ra không ít nhân thủ tìm kiếm Xích Mộng Tiên Tử tọa hóa động phủ không sai, bất quá đây là mấy trăm vạn năm trước tin tức, đến nay không người nào biết tung tích của nàng, cũng không biết mạnh gia là thế nào ra được, như quả xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ thực tại thiên thần hải vực, ai tìm tới nàng tọa hóa động phủ, ai tự phát tài, phong tỏa tin tức, biết xích mộng tiên tử tin tức tộc nhân hết thảy không cho phép ngoại truyện, người vi phạm nghiêm trị. Vương Vĩnh Thiên Phân Phó nói, mặc kệ vương gia có thể hay không lấy được xích mộng tiên tử truyền thừa, một khi bị ngoại nhân biết vương gia đang tìm kiếm xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ, vậy thì phiền toái, vương gia tự mình biết không có tìm được, ngoại nhân không nhất định tin tưởng. Là, gia chủ, thôi giao đáp ứng, vương vĩnh thiên dặn dò vài câu, chặt đứt liên hệ. Đạo khí càng không tháp. Xích mộng tiên tử, vương vĩnh thiên tự nhủ, sắc mặt ngưng trọng. Huyền hỏa đảo, huyền hỏa phong, nhất tọa rộng lớn trang viên, mạnh thiên phong cùng mạnh thiên mị ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong đang nói cái gì cái gì liên lạc không được tử dương rồi mạnh thiên phong cho mày mạnh tử dương là mạnh gia tình báo đường phó đường chủ đoạn thời gian trước ngoại xuất làm việc vừa đi chưa về cũng liên lạc không được bất quá bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt loại tình huống này có thể kết luận mạnh tử dương bị giết đúng vậy a à hắn nhưng là biết chúng ta đang tìm kiếm xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ muốn là tin tức truyền ra chúng ta phiền phức không nhỏ mạnh thiên mị nhíu mày nói hừ không có chứng cứ chứng minh như thế nào chúng ta lấy được xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ bất quá lo lắng của ngươi không có đạo lý trước tiên đem tin tức truyền đi đến lúc đó chúng ta có hành động cũng liền không kỳ quái mạnh thiên phong nói ai sẽ tin tưởng một cái không có đi qua chứng thực tin tức chẳng lẽ có người nói đạo khí càng không tháp muốn tại thiên thần hải vực hiện thế liền sẽ có tiên nhân tin tưởng đã không có cách nào bảo mật vậy liền đem thủy quái đục đến lúc đó tự tính mạnh gia tìm kiếm xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ tin tức truyền ra mạnh gia cũng là nước chảy bèo trôi sẽ không khiến cho hoài nghi cũng chỉ có thể dạng này đến lúc đó nhiều trộn lẫn một chút tin tức giả thật thật giả giả cái khác tiên nhân không có manh mối cũng làm như nghe cái tin đồn thú vị sẽ không coi là thật bất quá tử dương mất tích là ai làm ra đâu mạnh thiên mị nhíu mày nói mạnh thiên phong hít sâu một hơi nói ra ta chỉ lo lắng là vương gia làm ra tăng phái nhân thủ mau chóng tìm tới xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ đừng để cái khác nhân vượt lên trước mạnh thiên mị gật gật đầu đáp ứng một mảnh rộng lớn vô biên xanh thẳm hải vực gió biển trận trận một đạo màu xanh độn quang lướt qua không trung tốc độ rất nhanh không có qua bao lâu Màu xanh động quang dừng ở nhất tọa hơn nghìn dặm đại hoang đảo trên không, động quang thu vào, hiện ra một chiếc thanh quang lấp lóe phi chu, vương vĩnh an, vương nhất nhị, vương tông vân ba người đứng ở phía trên, sắc mặt ngưng trọng. Vì tìm kiếm xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ, vương nhất nhị hướng vương xương minh thỉnh cầu trợ giúp, từ cái khác đường khẩu điều mười vị chân tiên tu sĩ, phối hợp tầm bảo đường tầm bảo, đến tiên giới nhiều năm, vương nhất nhị chỗ tầm bảo đường không làm ra cái gì đại thành tích thật vất vả tiếp vào một cái nhiệm vụ trọng đại, hắn hy vọng có thể tìm tới xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ. Vương Tông Vân muốn lâm thời tới hỗ trợ, nàng trước mắt là chân tiên trung kỳ, có thể luyện chế ra chân tiên kỳ khôi lỗi thú. Vương Nhất Nhị tay áo lắc một cái một đạo hoàng quang bay ra, hóa thành một tên thân hình cao lớn áo vàng thanh niên, hai mắt của hắn lóe ra một trận thanh quang. Vương Bảo, bản thể là chân tiên sơ kỳ tầm bảo thử, vương thôn thiên hậu đại tầm bảo đường vương gia tu sĩ nhân thủ một đầu linh thử thần thông khác nhau có linh thử cứu giác linh mẫn có linh thử linh đồng biến dị có linh thử am hiểu thổ độn vương bảo đôi mắt sáng lên chướng mắt thanh quan hướng về ở trên đảo nhìn lại lắc đầu không có gì phát hiện vương nhất nhị cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kim tiên tu sĩ tọa hóa động phủ nào có dễ dàng như vậy tìm tới bọn hắn nắm giữ manh mối có hạn chỉ biết là xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ tại hoang đảo bên trên hòn đảo diện tích không phải đặc biệt lớn hắn đem nhân thủ chia làm nhiều tổ dò xét phù hợp tình huống này vắng vẻ hòn đảo vương bảo bên ngoài thân hoàng quan đại phóng hóa thành một đầu hoàng sắc cự thử con mắt là màu xanh hắn bay xuống ở trên đảo chui vào lòng đất nhập lòng đất dò xét vương nhất nhị tay áo lắc một cái mấy trăm con hoàng sắc hồ điệp bay ra bọn chúng phân tán ra đến hướng về ở trên đảo bay đi như quả ở trên đảo có cấm chế tỉ như khốn trận sát trận bọn chúng có thể sẽ xúc động cấm chế. Vương Tông Vân lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt tiểu kính, rót vào tiên nguyên lực, mặt kính lập tức sáng rõ, phun ra một cổ kim sắc hào quang, chụp vào ở trên đảo, kim sắc hào quang chậm rãi di động. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Bảo từ lòng đất chui ra, lắc đầu, bảo vật cùng linh trùng cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, xem đến ở trên đảo không có gì cấm chế. Một trận đinh tai nhức ốc tiếng oanh minh vang lên, một đoàn to lớn xích sắc hỏa quang ở phía xa chân trời sáng lên, vô cùng dễ thấy. Vương Nhất Nhị nhướng mày, Vương Bảo ngầm hiểu, đôi mắt sáng lên chướng mắt thanh quang, hướng về nơi xa bay đi. Hai tên Chu gia tử đệ đang bị người truy sát, Vương Bảo nói. Chu gia? Cái nào Chu gia? Vương Tông Vân nghi ngờ nói, thiên thần hải vực tu tiên gia tộc nhiều vô số kể, Chu gia có rất nhiều cái. Kim hô đảo Chu gia bọn hắn tại tử sang quần đảo có nhất định thế lực. Vương Bảo nói, tầm bảo đường khắp nơi tầm bảo, tự nhiên muốn biết rõ địa hình. Bọn hắn trước mắt ở vào tử sang quần đảo, mảnh này quần đảo có ngũ đại thế lực, Chu Gia chỉ là một trong số đó, thực lực không phải tối cường. Tử sang quần đảo ở vào cửu tiên tông thế lực nhất ngoại quốc, tu tiên tài nguyên càng cỗi, so ra kém bạch lộc quần đảo, bất quá này phiến hải vực không có cửu tiên tông thế lực đối địch. Tử sang quần đảo ngũ đại thế lực áp lực nhỏ một chút không có ngoại địch, ngũ đại thế lực thường xuyên nội đấu không có ngoại địch, rất dễ dàng nội đấu, đặt ở tiên giới từng cái địa phương đều phù hợp. Vương Nhất Nhị lười nhắc xen vào việc của người khác, vương gia cùng chu gia không có gì giao tình. Một chiếc xích sắt phi chu từ đằng xa bay tới, một tên dáng người mập lùng hồng bào nam tử cùng một tên dáng người đầy đặn váy trắng thiếu phụ đứng ở phía trên, xem bọn hắn khí tức, bất quá đại thừa kỳ. Sắc mặt của bọn hắn trắng bệch, áo bào đỏ lão giả cánh tay trái không cánh mà bay, khí tức quể oải, một đoàn kim sắc lôi quang sáng lên, hiện ra một tên thân hình cao lớn kim sam thanh niên, quanh thân bị vô số kim sắc hồ quan điện bao vây lấy, có đại thừa trung kỳ tu vi. Y phục của hắn bên trên có một cái kim sắc tiểu xà đồ án, đây là kim xà đảo đặng gia tiêu chí, đặng gia là tử sang quần đảo ngũ đại thế lực một trong, cùng mạnh gia thông gia phía sau, đặng gia phát triển nhanh chóng, bất quá so với vương gia đặng gia vẫn là kém xa. Cảm nhận được vương nhất nhị ba người khí tức cường đại, ba người sắc mặt biến khẩn trương lên vãn bối kim xà đảo đặng ngọc vĩ, phụng tộc trưởng mệnh lệnh truy nã trọng phạm. Kim Sam thanh niên khách khí nói, báo ra gia môn, ngươi đánh rắm, cái gì trọng phạm, rõ ràng là các ngươi đặng gia công chiếm chúng ta chu gia hòn đảo, còn trả đũa. Hồng bào nam tử nhịn không được chửi bới nói, ta không hứng thú lẫn vào các ngươi sự tình, chỗ nào tời thì về chỗ đó. Vương Nhất Nhị nói hắn không hứng thú phản ứng loại sự tình này, tiền bối, huyền hỏa đảo mạnh gia cùng chúng ta đặng gia là quan hệ thông gia, hai người này là chúng ta muốn cầm trọng phạm, còn mời tiền bối tạo thuận lợi, đặng ngọc vĩ thận trọng nói, hắn không nguyện ý thả đi chu gia tu sĩ. Như thế nào? Ngươi không có nghe rõ lời của ta. Cần ta lặp lại một lần, vương nhất nhị ngữ khí lạnh lẽo, nhất trực tìm không thấy xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ, hắn vốn là tâm tình tựu không tốt. Một vị đại thừa tu sĩ cũng dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, trọng yếu nhất chính là, Đặng Ngọc Vĩ còn dám hưởng mạnh gia áp hắn. Đặng Ngọc Vĩ run rẩy một chút, vội vàng nói, phản bối không dám, phản bối cáo từ, hắn bên ngoài thân lôi quan phóng đại, biến mất khỏi chỗ cũ, phản bối chu nhất thắng, đa tạ tiền bối xuất thủ. Hồng bào nam tử không mình hành lễ, cảm kích nói. Ta không hứng thú lẫn vào các ngươi sự tình, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, vương nhất nhị pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi chu hướng về nơi xa bay đi. Vân Mộng Đảo bị đặng gia cầm xuống kim diệu ngọc khoáng mạch cũng rơi vào đặng gia chi thủ, chúng ta thu nhập phải đại ngã, váy tím thiếu phụ thở dài nói. Hừ, kim diệu ngọc khoáng mạch thường xuyên hội toát ra một chút cường đại yêu thú, thậm chí có chân tiên kỳ yêu thú xuất hiện, tự tính đặng gia lấy được kim diệu ngọc khoáng mạch, cũng không có dễ dàng như vậy khai phát. Chu Nhất Thắng xem thường, điều này cũng đúng, tộc trưởng tổ chức nhiều lần vây quét, nơi đó y nguyên toát ra cường đại yêu thú, khai thác mười phần phiền phức tốt nhất là đặng gia tu sĩ khai thác thời điểm toát ra chân tiên kỳ yêu thú váy tím thiếu phụ mặc lộ vẻ mơ ước lúc này vương nhất nhị ba người còn không có đi xa bằng vào tầm bảo nhân cứu giác vương nhất nhị cảm giác chỗ này kim diệu ngọc khoáng mạch có vấn đề hắn pháp quyết vừa bấm màu xanh phi chu thay đổi phương hướng bay trở về các ngươi nói kim diệu ngọc khoáng mạch là chuyện gì xảy ra vương nhất nhị đang nghe chuyện trên tv audio cv nói xích mộng tiên tử mất tích nhiều năm nàng tọa hóa động phủ chỗ hòn đảo có lẽ đã bị tu tiên giả chiếm cứ chu nhất thắng hơi sững sờ chân tiên tu sĩ đối với bác giai khoáng mạch cũng cảm thấy hứng thú a à. hắn không dám thất lễ nói rõ sự thật kim diệu ngọc khoáng mạch là chu gia trên tay số lượng không nhiều bát giai khoáng mạch thường xuyên lại có cường đại yêu thú xuất hiện tại quặng mỏ thậm chí xuất hiện qua chân tiên kỳ yêu thú chu gia lão tổ tự mình dẫn đội vây quét cách nhất đoạn lúc gian lại toát ra bát giai yêu thú. được rồi, các ngươi trở về đi. vương nhất nhị khoát tay áo, nhường chu nhất thắng hai người rời đi. vương nhất nhị pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi chu hướng về vân mộng đảo bay đi. kim hô đảo, chu gia, chu gia truyền thừa hơn một trăm vạn năm, thời kỳ cường thịnh, chu gia có hơn năm mươi vị chân tiên tu sĩ, cửu tiên tông thường xuyên điều động chu gia chân tiên đi hỗn độn đại lục, đúng lúc gặp bột phát hỗn độn thú triều chu gia chân tiên toàn bộ chiến tử chu gia cùng một vị nào đó chân tiên kỳ tán tu tiếp hạ tử thù tán tu điên cùng phục kích chu gia tu sĩ chu gia thuyên chuyển đại lượng cao thủ vây quét thật vất vả diệt đi người này cũng hao tổn nhiều vị chân tiên tu sĩ từ đó về sau chu gia tự đi xuống thực lực không ngừng suy yếu từ tu tiên tài nguyên phong phú tử vi quần đảo di chuyển đến tử sang quần đảo chu gia vừa tới tử sang quần đảo thời điểm thực lực là tối cường Bất quá đặng gia cùng mạnh gia thông gia, có mạnh gia duy trì, chu gia bị xa lánh, khắp nơi bị chèn ép, phát triển rất không thuận. Trứng chọi đá, chu gia đi tìm những thế lực khác, biết được muốn cùng mạnh gia đối nghịch, bọn hắn đều cự tuyệt hỗ trợ, như vậy, chu gia đành phải nhẫn nại. Chu gia trước mắt có ngũ vị chân tiên tu sĩ, tổng thể thực lực cùng đặng gia có rất lớn chênh lệch, liền xem như dạng này, đặng gia còn ngại không đủ, mỗi khi Cửu Tiên Tông điều động chân tiên tu sĩ, khi đặng gia thu mua tuần sát sứ nhưng chu gia sai phái thêm chân tiên tu sĩ không ngừng suy yếu chu gia thực lực như vậy chu gia căn bản phát triển không nổi đặc biệt là gần 20 vạn năm cửu tiên tông từ chu gia điều động đi 20 vị chân tiên tu sĩ toàn bộ chết tại hỗn độn đại lục dựa theo như thế phát triển xuống dưới chu gia chân tiên toàn bộ chết sạch chỉ là vấn đề thời gian kim hô phong nhất tọa rộng lớn trang viên một tên tinh thần phấn chấn thanh bào lão giả cùng một tên cục một tay kim sam đại hán ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong, đang nói cái gì? Đặng gia càng ngày càng quá mức, lần này trực tiếp tiến đánh chúng ta hòn đảo, nói cái gì chúng ta bao che tà tu, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Kim Sam Đại Hán có chút bất mãn nói, Chu Vân Hạc, chân tiên sơ kỳ. Quên đi, nhường cho bọn họ đi. Chỉ là nhất tọa bác giai khoáng mạch, Chúng ta bây giờ căn bản không phải đặng gia đối thủ, bọn hắn không phải liền là muốn bức bách chân tiên tu sĩ ra mặt, cùng lần trước mượn danh nghĩa tỷ thí, đem Vân Đình đánh thành trọng thương. Thanh bào lão giả thở dài nói, Chu Ngọc Sơn, chân tiên trung kỳ, Chu gia lão tổ. Không được mục đích, bọn hắn không hội từ bỏ ý đồ, chúng ta đã để đặng gia thật nhiều lần, bọn hắn nơi nào sẽ thỏa mãn? Qua một đoạn thời gian nữa, lại sẽ cho chúng ta tìm phiền toái chu vân hạc nhíu mày nói ta làm sao không biết nhưng chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ a à. tùy tiện cùng bọn hắn phát sinh xung đột chính diện tổn thất càng lớn vân đình bị đặng gia tu sĩ đánh thành trọng thương đến nay còn chưa có khỏi hẳn chu ngọc sơn có chút bất đắc dĩ nói chu gia tình cảnh quá khó khăn đánh thắng đặng gia chân tiên mạnh gia ra mặt đánh không thắng chịu thiệt nhượng bộ đặng gia hội càng ngày càng quá phận cửu tiên tông thực không phải thứ gì chúng ta vì bọn họ lưu qua huyết, cốt xấu ra mặt quản một cái, mặc cho chúng ta bị đặng gia như thế ức hiếp, biết sớm như vậy, chúng ta đầu nhập vào hạo nguyệt minh được rồi. Chu Vân Hạc phàn nàn nói. Im ngay, lời này muốn là truyền đi, toàn tộc đều sẽ gặp nạn, Chu Ngọc Sơn khiển trách. Chu Vân Hạc nhếch miệng, không nói gì nữa, Chu Ngọc Sơn đang muốn nói cái gì, lấy ra một mặt màu vàng kim nhạc pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cung kính thanh âm nam tử vang lên, tộc trưởng, thanh liên đảo vương tiền bối đến đây, nói là đến cầu thân, ngài xem. Thanh liên đảo vương gia. Cầu hôn, Chu Ngọc Sơn hơi sững sờ, tử sang quần đảo cự ly bạch lộc quần đảo rất xa, Chu gia cùng vương gia cũng không có gì giao tập, như thế nào vương gia bỗng nhiên thượng môn cầu hôn. Mau mời bọn hắn đến ngân khách sảnh, ta lập tức đi qua. Chu Ngọc Sơn phân phó nói. Là, tộc trưởng thu hồi phát bàn chu ngọc sơn mặc lộ vẻ do dự chẳng nhẽ là cứu nhất thắng vương gia chân tiên nhìn lên nhất anh rồi chu vân hạc hiếu kỳ nói chân tiên tu sĩ cái nào không phải sống nhiều năm lão quái vật người cảm thấy gặp được nữ nhân không dời nổi bước chân đi ngên khách sảnh gặp một lần bọn hắn liền biết chu ngọc sơn nói bọn hắn đến đến ngên khách sảnh lẳng lặng chờ đợi không có qua bao lâu vương xương minh vương nhất nhị vương vĩnh an cùng vương tông vân đi đến bọn hắn đi dò xét vân mộng đảo tòa kia kim diệu ngọc khoáng mạch phát hiện xác thực có vấn đề nhưng bọn hắn không có niềm tin tuyệt đối chứng minh nơi đó chính là xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ bọn hắn dự định cầm xuống hòn đảo nào bày ra trọng trọng đại trận lại tra xét rõ ràng kim diệu ngọc khoáng mạch trực tiếp xuất thủ cướp đoạt vân mộng đảo khẳng định sẽ khiến mạnh gia chú ý tốt nhất là cùng chu gia thông gia vương gia âm thầm duy trì chu gia đoạt lại vân mộng đảo sẽ chậm chậm dò xét tại hạ vương xương minh gặp qua chu đạo hữu vương xương minh khách khí nói vương đạo hữu nghe nói các ngươi là tới cầu hôn chu ngọc sơn nghi ngờ nói vương xương minh gật gật đầu nói ra nghe nói các ngươi chu gia không ít thụ đặng gia ức hiếp chúng ta cùng các ngươi chu gia thông gia có thể giải quyết các ngươi trước mắt khốn cảnh đến nỗi các ngươi gia tộc sản xuất tu tiên tài nguyên cũng có thể bán cho chúng ta vương gia thương hội chúng ta thay mặt xuất thủ các ngươi vương gia như thế lấy giúp người làm niềm vui, vương đạo hữu, tất cả mọi người không phải tiểu hài tử, ngươi nói thẳng muốn cái gì đi. chu ngọc sơn nói, vân mộng đảo, vân lang đảo, vân nguyệt đảo cùng vân quang đảo quyền sử dụng trăm năm, này việc không được ngoại truyện, đến đổi chúng ta làm cái gì, các ngươi không cần phải để ý đến. vương xương minh nói, hắn nói này bốn tòa hòn đảo đều bị đặng gia cướp đi, nhiều muốn ba tòa hòn đảo quyền sử dụng, chỉ là che giấu kim diệu ngọc khoáng mạch vương đạo hữu các ngươi tự không sợ đắc tội mạnh gia chu ngọc sơn nhíu mày nói mạnh gia tại cửu tiên tông có chỗ dựa chúng ta cũng có đương nhiên các ngươi có thể cự tuyệt tử sang quần đảo cũng không phải chính có các ngươi chu gia dựa theo trước mắt phát triển trạng thái đặng gia có một ngày đánh lên kim hô đảo đều không kỳ quái vương Sương minh nói chu đạo hữu ngươi không vì mình cân nhắc cũng phải vì toàn tộc cân nhắc chẳng nhẽ các ngươi chu gia tự cam nguyện nhất trực bị đặng gia ức hiếp hẳn đến đặng gia tiêu diệt các ngươi các ngươi mới bằng lòng phản kích có chúng ta vương gia duy trì các ngươi đoạt lại mất đất không là vấn đề vương nhất nhị nói chu ngọc sơn trầm ngâm một lát nói ra được thôi cử hôn sự này ta đáp ứng hy vọng các ngươi tuân thủ lời hứa nếu là quan hệ thông gia quả quyết không hội ngồi nhìn các ngươi bị ức hiếp cổ này chân tiên kỳ khôi lỗi thú tặng cho ngươi các ngươi trước đoạt lại ta nói bốn tòa hòn đảo lại đem cùng chúng ta vương gia thông gia tin tức thả ra đi, liên quan tới kia bốn tòa hòn đảo quyền sử dụng, ta hy vọng các ngươi nát tại trong bụng, không nên đến chỗ nói, chúng ta vương gia trôi qua tốt, cũng sẽ không bạc đãi tự gia quan hệ thông gia, sau lưng đâm đao, đừng trách chúng ta không khách khí. Vương Sương Minh cười ha hả nói, lấy ra một khỏa vàng ống ánh kim chúc viên cầu, đưa cho Chu Ngọc Sơn, vương đạo hữu yên tâm, chúng ta không hội tạp chén cơm của mình. Chu Ngọc Sơn đáp ứng có vương gia duy trì chu gia lực lượng sung túc không ít lập tức tổ chức nhân thủ phản công đồng thời đem cùng vương gia thông gia tin tức truyền đi có lẽ là lo lắng vương gia hạ tràng thế cục không dễ khống chế đặng gia rút đi nhân thủ chu gia đoạt lại bộ phận mất đất không có tiếp tục tiến công vương gia đại bộ đội đuổi tới tử sang quần đảo rõ ràng cấp chu gia chỗ dựa kim hô đảo nhất tọa rộng lớn trang viên chu ngọc sơn vương nhất nhị vương thiền vương vĩnh an vương tông vân Vương Hoàng Vũ cùng Chu Vân Hạc ngồi tại Thạch Đình bên trong, thưởng thức trà trò chuyện thiên, thân gia, đây là bốn tòa hòn đảo tình huống, vân mộng đảo Kim Diệu Ngọc khoáng mạch ở chỗ sâu trong có không gian loạn lưu, thỉnh thoảng toát ra cao giai yêu thú, các ngươi cẩn thận một chút, Chu Ngọc Sơn lấy ra một cái thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Nhất Nhị, hắn tự nhiên nhìn ra được, Vương Gia là vì Kim Diệu Ngọc khoáng mạch, Vương Gia muốn bốn tòa hòn đảo quyền sử dụng, cũng liền vân mộng đảo giá trị cao một chút. Khám phá không nói toạc, nhiều năm qua cùng chu gia đối chọi gây gắt đặng gia biết được vương gia cùng chu gia thông gia phía sau không có phái chân tiên tu sĩ ra mặt nhanh chóng nhượng bộ chu gia đoạt lại bộ phận mất đất chém giết một chút đặng gia tu sĩ hung hăng xả được cơn giận chu ngọc sơn rất nhiều năm không có cao hứng như vậy qua rồi hắn có thể mặc kệ vương gia muốn làm gì dù sao vương gia cho lợi ích là thực sự vương gia đưa một bút tu tiên tài nguyên nói là xính lễ bao quát một đầu chân tiên kỳ khôi lỗi thú Mười cái hạ phẩm tiên khí, một chút nhất giai tiên đang cùng mấy trương nhất giai tiên phù, còn thu mua chu gia sản xuất tu tiên tài nguyên, chu gia lấy được một số lớn tài vật, vương nhất nhị nhẹ gật đầu, này tại bọn hắn trong dự liệu, chu Ngọc Sơn có khả năng đoán được bọn hắn mục đích chủ yếu là kim diệu ngọc khoáng mạch, thế thì không có gì, tốt, chúng ta muốn đi tiếp thu bốn tòa hòn đảo. Vương nhất nhị thu lại ngọc giảng, mang theo đám người vương vĩnh an rời đi kim hô đảo nửa canh giờ không đến bọn hắn tự xuất hiện tại nhất tọa mấy ngàn dặm đại hòn đảo trên không, hòn đảo địa thế đông cao tây thấp, ở trên đảo có không ít kiến trúc, Chu Ngọc Sơn rút đi toàn bộ nhân thủ, ở trên đảo nhất tọa tu sĩ cũng không có. Trước bày trận đi. Vương Nhất Nhị nói, Vương Vĩnh An lấy ra trận kỳ trận bàn, bắt đầu bày trận, bố trí tốt trận pháp một nhóm nhân hướng về hòn đảo đông bộ bay đi, rơi vào một cái ba mặt núi vây quanh cự hình sơn cốc bên trong, sơn cốc phần cuối có một cái cự đại quạng mỏ bọn hắn đi vào tiếng quạng mỏ đi hơn trăm trượng mười mấy đầu đường hầm mỏ xuất hiện ở trước mắt bọn hắn hướng về nhất tả đường hầm mỏ đi đến tốc độ cũng không nhanh dựa theo vương vĩnh an phân tích sở dĩ lại không ngừng toát ra yêu thú tại đây rất có thể kết nối lấy một chỗ không gian trận pháp thiếu tu sửa mới có thể xuất hiện loại tình huống này bí cảnh trận pháp thiếu tu sửa bình thường là bên trong yêu thú trưởng thành đến rất cảnh giới cao muốn rời khỏi bí cảnh cũng không dễ dàng, nếu như là lâm thời mở không gian, trận pháp thiếu tu sửa, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nửa ngày sau, bọn hắn xuất hiện tại một cái hơn trăm trượng đại trong hầm mỏ, thạch bích hiện ra điểm điểm kim quang, tại đây xác thực có vấn đề. Vương Hoàng Vũ mở miệng nói ra, nàng có thể nhạy cảm cảm nhận được một cổ yếu ớt không gian ba động, nàng há mồm phun ra một đạo ngân quang, đánh vào hư không, hư không tạo nên một trận gợn sóng, hữu quyền hướng về hư không vỗ, hư không vỡ ra đến, hiện ra một cái cự đại lỗ hổng. Vương Nhất Nhị cho mình gia tăng một đạo vòng bảo hộ, bay vào trong lỗ hổng, hắn phát hiện tự mình ở vào một chỗ linh khí dư thừa không gian, thần trí của hắn mở rộng, không có phát hiện chân tiên tu sĩ. Hắn quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, có thể nhìn thấy một cái cự đại lỗ hổng, hướng về lỗ trống bay đi, Nhất Nhị lão tổ, bên trong là cái gì tình huống? Vương Vĩnh An hỏi là một chỗ độc lập không gian, có thể là xích mộng tiên tử lưu lại, thiên địa nguyên khí chưa nói tới nhiều tràn đầy, cùng ngoại giới không sai biệt lắm, giống như là lâm thời mở. Vương Nhất Nhị nói, Vương Hoàng Vũ xuất thủ mở không gian, Vương gia trận pháp sư bố trí trận pháp, nhưng thiên địa nguyên khí càng thêm tràn đầy, tốt bồi dưỡng tiên dược cùng yêu thú, cấp gia chủ đưa tin, chúng ta lại đi vào dò xét đi. Ổn thỏa một điểm. Vương Tông Vân đề nghị đạo. Vương Nhất Nhị gật gật đầu, lấy ra một mặt kim sắc truyện tiên kính, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Vĩnh Thiên xuất hiện tại trên mặt kính, Vương Nhất Nhị nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, các ngươi cẩn thận một chút, không nên kinh thường. Vương Vĩnh Thiên dặn dò. Biết, gia chủ. Vương Nhất Nhị đáp ứng, thu hồi truyện tiên kính, ta ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến, các ngươi đi vào dò xét, gặp được nguy hiểm lập tức bóp nát truyện linh phù, ta lập tức liên hệ gia chủ, thỉnh cầu trợ giúp. Vương Tông Vân đề nghị đạo, dò xét một chỗ không biết không gian có rất lớn phong hiểm, nhất định phải muốn cân nhắc tốt các loại khả năng. Truyện Linh Phù là một chủng đặc thù tiên phù, hết thảy hai tấm, bóp nát một trương, một cái khác trương cũng sẽ tự đốt, tầm bảo thiết yếu. Vương Nhất Nhị, Vương Vĩnh An, Vương Thiền cùng Vương Hoàng Vũ bốn người bay vào trong lỗ hổng, lỗ trống tùy theo khép lại. Không biết không gian bên trong, Vương Nhất Nhị thả ra Vương Bảo, năm người đứng tại một chiếc màu xanh phi chu thượng diện, hướng về nơi xa bay đi. Bọn hắn đụng phải không ít yêu thú, đều là không có hóa hình yêu thú, tối cao bát dai. Non nửa khắc sau, Vương Bảo mở lời nói ra, a, à, phát hiện cấm chế, đông nam phương hướng, Vương Nhất Nhị Pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi chu lập tức thanh quan đại phóng, hướng về đông nam phương hướng bay đi. Không có qua bao lâu màu xanh phi chu dừng ở một mảnh đất trống trải trên không, mặt đất lồi lõm, có thể nhìn thấy một chút kinh khủng khe hở. Cách đó không xa có nhất tọa nguy nga cao phong, sơn thượng không có một ngọn cỏ, hoặc nhìn tương đối hoang vu. Vương nhất nhị tay áo lắc một cái, một thanh kim sắc phi đao bắn ra, bổ về phía cao phong, thanh một tiếng tiếng kim thiết chạm nhau trầm đục, sát theo đó, cả tòa cao phong đung đưa kịch liệt đứng lên, một đạo kim sắc kình thiên cự nhận bắn ra, chém về phía vương nhất nhị bốn người, vương hoàng vũ tay phải hướng về hư không vỗ, hư không tạo nên một trận gợn sóng một cái cự đại lỗ hổng vừa hiện mà xuất kình thiên cự nhận chui vào trong lỗ hổng bọn hắn xuất thủ công kích kình thiên cự phong phát hiện mỗi lần kình thiên cự phong đều sẽ bắn ra một đạo kim sắc cự nhận công kích bọn hắn vĩnh an có biện pháp phá giải a vương nhất nhị hỏi chỉ cần hao hết sạch duy trì trận pháp vận chuyển năng lượng trận pháp cũng liền có thể phá mất vương vĩnh an nói lấy ra trận kỳ trận bàn bắt đầu bày trận bố trí tốt trận pháp, Vương Vĩnh An lấy ra một mặt hoàng sắc cửu giác trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, hóa thành sa, phương viên vạn dặm hóa thành một cái cự đại sa mạc, vô số hoàng sắc sa lịch phóng lên tận trời, hóa thành từng thanh từng thanh hoàng sắc sa nhận, chém về phía kình thiên cao phong, một trận tiếng nổ đùng đoàn vang lên. Kình thiên cự phong đung đưa kịch liệt đứng lên, một đạo đạo cự đại kim nhận bắn ra, chém về phía bốn phía ầm ầm tiếng nổ đùng đoàn vang lên, bụi mù cuồn cuộn. Nửa ngày sau, Vương Vĩnh An phát quyết nhất biến. Vô số hoàng sắc sa lịch phóng lên tận trời, ngưng tụ thành từng tòa ngọn núi lớn màu vàng, đánh tới hướng Kình Thiên Cự Phong. Kình Thiên Cự Phong không có lại thả ra kim sắc cự nhận, bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên, một đạo chướng mắt kim quang phóng lên tận trời bụi mù tràn ngập. Một lát sau, bụi mù tán đi, có một bộ hình người thi hài. Vương Bảo Hưng phấn nói, được sự giúp đỡ của Vương Vĩnh An, bọn hắn phá mất còn sót lại cấm chế, từ một cái đơn sơ trong thạch thất tìm tới một bộ hình người thi hài, thi hài đùi phải không cánh mà bay, trên thân nhiều chỗ xương cốt có vết rách, phải xương tay lên mang theo một cái kim sắc trữ vật trạc, Vương Thiền phun ra một cổ kim sắc hào quang, rơi vào hình người thi hài trên thân, không có bất kỳ cái gì dị thường. Kim tiên tu sĩ một luồng tàn hồn cũng không thể kinh thường, bọn hắn không dám kinh thường. Vương Nhất Nhị sử dụng nhiều loại biện pháp dò xét, đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào, liền Vương Thiền đều không có phát hiện dị thường, bọn hắn lúc này mới an tâm. Vương Nhất Nhị cầm lấy kim sắc trữ vật trạc, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đống lớn đồ vật xuất hiện trên mặt đất. Tiên nguyên thạch tựu có hơn 30 vạn, còn có đại lượng hỗn độn thú tinh hạch, lục sắc tinh hạch có hai cái, ngũ sắc tinh hạch mấy chục mai, ngũ sắc lấy hạ tinh hạch vượt qua trăm viên, trung phẩm tiên khí có ba kiện, còn có không ít ngọc giản, luyện đan vật liệu, vật liệu luyện khí. Vương Nhất Nhị ánh mắt rơi vào hai khỏa hồi ảnh thủy tinh thượng diện, hắn cầm lấy một khỏa hồi ảnh thủy tinh, rót vào tiên nguyên lực, hồi ảnh thủy tinh sáng lên một trận chói mắt lam quang, một đạo lam quang bay ra, hóa thành một tên dáng người uyển chuyển nữ tử hư ảnh, nữ tử ngũ quan như vẻ, khí khái hào hùng mười phần, một cái nhất tay tầm đó, cấp người một chủng cảm giác áp bách mạnh mẽ, nữ tử hư ảnh mở lời nói ra, bản tọa xích mộng, nếu là có nhân nhìn thấy hồi ảnh thủy tinh, ta đoán chừng cũng không còn nữa, nghĩ tới ta sông đạo khí càng không tháp đều bình yên vô sự, lại bị tiểu nhân ám toán, xích mộng tiên tử sư tòng thái ất kim tiên, ngoại xuất du lịch may mắn đụng phải đạo khí hồng môn bản, càng không tháp cùng nhất ngôn điện hiện thế, tiến nhập càng không tháp vượt quan, thu hoạch được một cái thứ tự tốt, lấy được một môn công pháp công pháp, tứ thần quyết, nàng còn cùng nhất ngôn điện làm một vụ giao dịch, đổi lấy một môn khai thất khiếu bí pháp về sau tin tức để lộ, xích mộng tiên tử lọc vào hơn 10 vị kim tiên tu sĩ truy sát, nàng liên trảm 7 người, lúc này mới giết ra khỏi trùng vây, cũng bị đánh thành trọng thương, trên người trung phẩm tiên khí hủy đi hơn phân nữa, cũng trúng kỳ độc, nàng chạy trốn tới thiên thần hải vực, mượn nhờ một cái trung phẩm tiên khí phá không xích xé mở một chỗ lâm thời không gian, ở bên trong dưỡng thương, đồng thời luyện chế ra một bộ phân thân, địch nhân lấy được tinh huyết của nàng. Thi triển chú thuật diệt sát xích mộng tiên tử đặc biệt nhằm vào nàng thần hồn, nàng trước khi chết đem phân thân đưa ra ngoài. Một viên khắc hồi ảnh thủy tinh ghi chép là nàng sông đạo khí càng không thác kinh lịch cùng tâm đắc, lưu cho người hữu duyên. Vu tộc, trớ chú pháp tắc, vương nhất nhị cho mày, hắn không nghĩ tới trớ chú pháp tắc lợi hại như vậy, liền kim tiên tu sĩ đều có thể chú sát, xem đến xích mộng tiên tử phân thân chết đi, bị mạnh gia lấy được truyền thừa, thuận phân thân lưu lại manh mối tìm kiếm xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ đáng tiếc bị chúng ta ngoài ý muốn phát hiện, bằng không thì mạnh gia sớm muộn tìm tới xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ. Vương Vĩnh An có chút may mắn nói, nếu không phải mạnh gia phái nhân tập sát Vương Thụy Tuyết, bọn hắn cũng không có cách nào đã thương mạnh thiên đình, càng sẽ không phái nhân điều tra mạnh thiên đình xuất thân lai lịch. Cũng không sẽ đối mạnh gia tình báo đường phó đường chủ xuất thủ càng sẽ không biết mạnh gia đang tìm kiếm xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ. Này nếu để cho mạnh gia cao tầng biết, không phải tức chết không nhưng này vốn nên là mạnh gia cơ duyên bị vương gia tiệt hồ chỗ này không gian có khả năng phong kín a vương nhất nhị hỏi chuyện này lừa không được bao lâu mạnh gia sớm muộn hội ra được vân mộng đảo biện pháp tốt nhất là phong kín chỗ này không gian phong không kín bất quá có thể đem chỗ này không gian làm cho sập triệt để quy về hư vô vương hoàng vũ nói được trước vơ vét một lần mang đi giá trị cao đồ vật tiếp đó làm cho sập chỗ này không gian lập tức trở lại bẩm báo gia chủ vương nhất nhị nói lần này phát tài tham dự tầm bảo tộc nhân đều có thể được đến ban thưởng không ít hắn thu hồi trên đất đồ vật tại chỗ này không gian đi dạo đứng lên vơ vét tu tiên tài nguyên huyền hỏa đảo huyền hỏa phong nhất tọa rộng lớn trang viên mạnh thiên phong cùng mạnh thiên mị ngồi tại thạch đình bên trong đang nói cái gì cái gì vương gia cùng chu gia thông gia duy trì chu gia đối phó đặng gia. Mạnh thiên mị nhíu mày nói. Người nào không biết đặng gia là chu gia quan hệ thông gia, vương gia làm như vậy rõ ràng muốn cùng mạnh gia đối nghịch, sự xuất tất có nhân, vương gia dám làm như thế không kỳ quái, nhưng bọn hắn tại sao muốn làm như thế? Chúng ta quan hệ thông gia không ít, bọn hắn vì sao đã nhìn chầm chầm tử sang quần đảo đặng gia, mạnh thiên phong nghi ngờ nói. Trực giác nói cho hắn chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy đoán chừng nơi đó có trọng yếu tu tiên tài nguyên vương gia nhất thời vô pháp mang đi mới hiệp trợ chu gia đoạt lại mất đất nếu như là tiên dược tiên quả vương gia chân tiên trực tiếp lấy đi chính là không dùng đến phiền toái như vậy mạnh thiên mị phân tích nói thương lê đảo hoặc là xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ mạnh thiên không nghĩ tới đây sắc mặt rất khó nhìn hắn đây đều là suy đoán đoán sai cũng chẳng có gì như quả đoán đúng vương gia liền phát đi lập tức đi tử sang quần đảo mạnh thiên phong nói bất kể như thế nào hắn nhất định phải đi một chuyến tử sang quần đảo vương gia chính là muốn tại đó chúc thọ hắn đều muốn ngăn cản mạnh nhất long chết tại hỗn độn đại lục mạnh gia là mạnh thiên phong đương gia làm chủ hắn lấy ra một mặt kim sắc pháp bàn đánh vào một đạo pháp quyết một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm nam tử vang lên việc lớn không tốt lão tổ tông có tin tức nói, chúng ta phát hiện xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ, lấy được thượng phẩm tiên khí. Ai tản lời đồn? Mạnh Thiên Phong nhíu mày nói, không biết, có nói kỳ gia nắm trong tay thương lê đảo, cũng có tin tức nói trương gia phát hiện xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ, còn có tin tức xưng băng nguyên tộc lấy được khai thất khiếu bí pháp, càng có thậm giả, nói hạ gia lấy được nhất phẩm đạo đan. Mạnh Thiên Phong cho mày, như quả chỉ là tản một cái tin tức giả, ngoại giới còn sẽ có hoài nghi, hiện tại lập tức ném ra ngoài như thế nhiều tin tức giả, đến lúc đó tự tính có tin tức xưng vương gia được đến xích mộng tiên tử truyền thừa, cũng không ai tin tưởng, ngược lại sẽ nhường nhân cảm thấy cửu tiên tông thế lực đối địch đang quấy rối. Biết, mật thiết chú ý trên thị trường lời đồn, đặc biệt là liên quan tới vương gia. Mạnh Thiên Phong phân phó nói, "Là lão tổ tông." Nam tử đáp ứng. Thu hồi pháp bàn, Mạnh Thiên Phong trên mặt lộ ra một vòng vẽ tàn nhẫn, nói ra, lập tức đi tử sang quần đảo, hy vọng còn có thể tới kịp. Bọn hắn vội vàng rời đi huyền hỏa đảo, chờ bọn hắn đuổi tới tử sang quần đảo, đặng gia báo cáo tin tức, vương gia tu sĩ đón dâu đội ngũ mang theo chu gia nữ tu rời đi, trở về thanh liên đảo cử hành hôn lễ. Mạnh Thiên Phong hỏi thăm chuyện đã xảy ra, rất nhanh khóa chặt vân mộng đảo, hơn 10 vị chân tiên tu sĩ đuổi tới vân mộng đảo, ở trên đảo không có một người, cũng không có cấm chế, bọn hắn tiến nhập đường hầm mỏ dò xét, cái gì cũng tra không được, không gian loạn lưu biến mất, không có dấu vết để lại, không có chứng cứ, mạnh gia căn bản không biết đạo vương gia đến cùng lấy được thứ gì, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Thanh liên đảo, nhất tọa rộng lớn trang viên, vương vĩnh thiên, vương nhất nhị, vương vĩnh an cùng vương tông vân ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong, đang nói cái gì, các ngươi làm tốt lắm. Này việc giới hạn các ngươi biết, nghiêm cấm ngoại truyện, có biết không? Vương Vĩnh Thiên dặn dò, biết được tìm được xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ, nàng trước tiên nhường thôi giao tảng tin tức giả, dạng này ngày sau có người nói vương gia lấy được xích mộng tiên tử, có khả năng mức độ lớn nhất bỏ đi người khác hoài nghi. Là, gia chủ. Vương nhất nhị ba người miệng đầy đáp ứng, phần thưởng của bọn hắn không ít mỗi người năm vạn khối tiên nguyên thạch, còn phân đến một chút tu tiên tài nguyên, bao quát một chút tam sắc hỗn độn thú tinh hạch, còn có một số lớn thiện công. Vương Vĩnh Thiên dặn dò vài câu, để bọn hắn lui xuống. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hỗn độn đại lục, Hạo Dương Thành. Đám người Vương Thanh Phong, Đổng Tuyết Ly đứng tại trên tường thành, sắc mặt ngưng trọng. Trên tường thành có 20 môn hạ phẩm diệt tiên pháo, Diệp Hải Đường trên tay cầm lấy một mặt linh quan lấp lóe trận bàn, thỉnh thoảng đánh vào một đạo pháp quyết, 20 môn diệt tiên pháo đồng thời khai hỏa mấy trăm con hỗn độn thú ngay tại tiếng đánh hạo dương thành dưới tường thành nằm đại lượng vô sắc hỗn độn thú vương mộng ly đưa tới ba viên cửu chuyển lưu ly đan diệp hải đường vương anh kiệt cùng bạch ngọc kỳ phục dụng đằng sau ba người thuận lợi tu luyện thành chân linh vương thanh bạch tu luyện thành chân linh vương thanh linh cũng đi theo được lợi tiết kiệm nhiều năm khổ tu thuận lợi từ chân tiên trung kỳ tiến vào chân tiên hậu kỳ đây là ngự linh sư đặc hữu đại ngộ như quả vương thanh bạch không có tu luyện thành chân linh Vương Thanh Linh còn muốn vài vạn năm mới có thể tu luyện tới chân tiên hậu kỳ. Vương Thanh Linh phụng mệnh áp tải một nhóm tu tiên tài nguyên tới, bao quát một chút hạ phẩm diệt tiên pháo cùng hỗn độn giáp trụ. Hiện tại Hạo Dương Thành có 20 môn hạ phẩm diệt tiên pháo, phần này thực lực tại cửu tiên tông đông đảo hoàn thành bên trong cũng là phần độc nhất, cũng liền cửu tiên thành cùng cửu dương thành có thể so được. Trừ cái đó ra, tiên giáp quân cũng mở rộng đến 30 người, Trần Nguyệt Dĩnh, Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam, tứ quý kiếm tôn lam phúc không nghe thiên long lý thanh hoang cùng lý thiên hà bọn người sắp xếp tiên giáp quân đương nhiên hỗn độn giáp trụ cũng không phải cho bọn hắn bọn hắn chính có quyền sử dụng vương gia tốn thời gian mười mấy vạn năm mới có ba mươi bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ không có khả năng tùy tiện tặng người đem bọn hắn sắp xếp tiên giáp quân bọn hắn có thể ra khỏi thành cùng hỗn độn thú chém giết. cấp vương gia cung cấp càng nhiều trợ giúp đồng thời cũng có thể chém giết càng nhiều hỗn độn thú, từ đó phân đến càng nhiều tu tiên tài nguyên. Cứ như vậy, ít lợi của bọn hắn chặt chẽ cùng vương gia buộc chung một chỗ. 30 tên tiên giáp quân chia làm hai đội, Vương Mạnh Bân cùng Vương Anh Kiệt là đội trưởng, Nghe Thiên Long, Trần Nguyệt Dĩnh, Lam Phúc không cùng Lý Thanh Hoang đảm nhiệm phó đội trưởng, ngày sau tiên giáp quân tăng cường quân bị, bọn hắn chính là cốt cán. Hạo Dương thành chân linh tự vượt qua 10 vị, này muốn là truyền đi, khẳng định sẽ khiến một phen oanh động, đám người Vương Thanh Linh khá là cẩn thận, không có cùng ngoại nhân nói về này việc. Nghe Thiên Long đứng tại một khối đất trống, bên ngoài thân không ngừng thả ra kim sắc vòng sáng, tam sắc lấy hạ hỗn độn thú đều sẽ chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là vô sắc hỗn độn thú cùng nhất sắc hỗn độn thú, nó nhóm lâm vào huyễn cảnh, công kích nhị sắc hỗn độn thú, nhị sắc hỗn độn thú bị đánh thành trọng thương phía sau, rất khó ngăn cản huyễn chi pháp tắc, lâm vào huyễn cảnh công kích tam sắc hỗn độn thú. Trần Nguyệt Dĩnh, Vương Anh Kiệt cùng tiên giáp quân cầm trong tay trường qua, công kích hỗn độn thú, ba người bọn họ một đội, phối hợp với nhau, công kích tam sắc hỗn độn thú. Diệp Hải Đường khống chế trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, 20 môn diệp tiên pháo đồng thời nã pháo, công kích tam sắc hỗn độn thú. Bạch Ngọc Kỳ trên tay cầm lấy một mặt hoàng quang lấp lế trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt đất chui ra từng cái hoàng sắc cự nhân bọn chúng ngủ quan mơ hồ, nhào về phía hỗn độn thú. Lần này hỗn độn thú quần đột kích, có một đầu chân tiên hậu kỳ ngũ sắc hỗn độn thú dẫn đội, bị Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Bạch cùng Vương Thanh Linh dẫn tới nơi xa đi, bọn hắn chỉ cần trừ hạ xuống ngũ sắc lấy hạ hỗn độn thú là được rồi. So với lần trước, Hạo Dương thành lực lượng càng thêm cường đại, 20 môn hạ phẩm diệt tiên pháo tăng thêm 30 tên tiên giáp quân, hỗn độn thú căn bản chống đỡ không được thời gian từng giờ trôi qua từng cái hỗn độn thú ngã xuống hai cái chân tiên hậu kỳ tứ sắc hỗn độn thú ý thức được không ổn không để ý tới thương thế trên người hướng về nơi xa chạy đi không có ngũ sắc hỗn độn thú chỉ huy bọn chúng đối mặt tử vong bản năng chạy trốn muốn chạy quá muộn nương theo lấy một trận chói tai tiếng xé gió lên một đầu ngũ sắc cự quyền lóe lên mà xuất thẳng đến một đầu chân tiên hậu kỳ tứ sắc hỗn độn thú mà đi ngũ hành phá linh thần quyền chuyên khắc ngũ hành. Vương Anh kiệt hét lớn một tiếng, hữu quyền sáng lên một trận ngũ sắc linh quang, đấm ra một quyền. Đây không phải dung khiếu quyết, mà là Vương Anh kiệt hiện tại công pháp tu luyện bổ sung thần thông, đối phó hỗn độn thú còn không rõ ràng, đối phó nắm giữ ngũ hành pháp tắc tu sĩ, này một thần thông có khả năng phát huy trọng đại tác dụng. Ngũ sắc cự quyền nện ở tứ sắc hỗn độn thú trên thân, tứ sắc hỗn độn thú té ngã trên đất, ném ra một cái hố to, bất quá rất nhanh, nó tự đứng dậy đồng dạng là tu luyện thành chân linh, vương anh kiệt khí lực xa không bằng vương trường sinh, hắn một quyền đối với tứ sắc hỗn độn thú tới nói không đau không ngứa, hai mươi đạo thô to cột sáng kích xạ mà đến, tứ sắc hỗn độn thú đang muốn tránh đi, lòng đất chui ra từng cái ngũ sắc đại thủ, đưa nó đặt tại mặt đất, tứ sắc hỗn độn thú ra sức giải dụa, nhẹ nhõm kéo đứt ngũ sắc đại thủ, bất quá hai mươi đạo cột sáng lần lượt đánh vào trên vết thương của nó, vết thương mở rộng không ít, máu me đầm đìa thâm thụ trọng thương. 20 môn hạ phẩm diệt tiên pháo đồng thời oanh kích, mấy vòng kế tiếp, cũng có thể trọng thương tứ sắc hỗn độn thú. Một cái khác tứ sắc hỗn độn thú chạy nhanh một chút, đã tại ngoài trăm dặm, không trung truyền đến một trận vang dội vân tiêu tiếng sấm nổ, một đạo thô to không gì sánh được ngân sắc lôi trụ từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bổ vào tứ sắc hỗn độn thú trên thân, tứ sắc hỗn độn thú thân thể rung lên, phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gào thét, một đạo màu xanh kình thiên kiếm quang cuốn tới, chuẩn xác bổ vào tứ sắc hỗn độn thú trên thân, lưu lại một đạo thật dài vết máu, cơ hồ là cùng một thời gian, 20 đạo thô to cột sáng kích xạ mà đến, chuẩn xác đánh vào trên người của nó, tứ sắc hỗn độn thú bên ngoài thân vết thương lớn hơn, không ngừng chảy máu, bất quá nó còn chưa chết. Một tiếng đinh tai nhức ốc tiếng long ngâm vang lên. Một cái toàn thân bạch sắc giao long từ trên trời giáng xuống, một đôi bạch sắc long trảo đập vào tứ sắc hỗn độn thú trên đầu, ầm ầm tiếng vang, tứ sắc hỗn độn thú thân thể trọng trọng lâm vào lòng đất, bụi mù cuồn cuộn. Bạch sắc giao long cùng tứ sắc hỗn độn thú liều nhục thân, tứ sắc hỗn độn thú đã bị trọng thương, căn bản không phải đối thủ, không có qua bao lâu, đầu của nó bị bạch sắc long trảo xuyên thủng, không ngừng chảy máu. Bạch quan lóe lên, hiện ra vương thanh bạch cùng vương thanh linh thân ảnh, vương thanh bạch cùng vương thanh linh đều là chân tiên hậu kỳ, bọn hắn hợp thể, vương thanh bạch có khả năng tăng lên tới chân tiên đại viên mãn, thực lực đề cao không ít bọn hắn đem ngũ sắc hỗn độn thú dẫn ra thi triển diệt hồn chỉ trọng thương ngũ sắc hỗn độn thú bốn người liên thủ thuận lợi tiêu diệt ngũ sắc hỗn độn thú vương thanh sơn bốn người trở lại phía sau hỗn độn thú càng không phải là đối thủ bọn hắn liên thủ tiêu diệt còn lại hỗn độn thú nhanh chóng quét dọn chiến trường đồng thời tăng cường đề phòng cửu tiên thành nhất tọa rộng lớn trang viên kim ngọc lan ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong cho mày mạnh ngọc điệp đứng ở một bên thần sắc cung kính sư phó chúng ta lần này tổn thất không nhỏ nói cho cùng chúng ta đối với hỗn độn thú thực lực không rõ ràng lắm đệ tử đề nghị chờ hỗn độn thú triệt để thối lui thuyên chuyển một chút chân tiên tu sĩ đi dò xét hỗn độn thú tình huống thuận tiện chúng ta làm ra ứng đối không đến mức bị động như vậy mạnh ngọc điệp đề nghị đạo chỉ cần kim ngọc lan đáp ứng nàng liền sẽ đề nghị phái vương gia chân tiên đi dò xét hỗn độn thú tình huống như thế một biện pháp tốt chờ hỗn độn thú triệt để thối lui rồi nói sau kim ngọc lan đáp ứng mạnh ngọc điệp nói xác thực có đạo lý ra rõ ràng hỗn độn thú tình huống bọn hắn có khả năng tính nhắm vào làm ra phòng ngự điều chỉnh những chuyện tương tự các thế lực lớn đều tại làm là sư phó mạnh ngọc điệp đáp ứng trong lòng một trận mừng thầm thầm nghĩ vương gia các ngươi phải xui xẻo thời gian nửa năm đi qua hạo dương thành nhất tọa u tỉnh trang viên vương thanh sơn vương anh kiệt diệp hải đường vương thanh linh vương thanh bạch cùng bạch linh nhi ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong thưởng thức trà trò chuyện thiên hỗn độn thú quần đã thối lui vương gia chỉ là báo hỏng hai cổ chân tiên kỳ khôi lỗi thú tổn thất không lớn kỳ gia đều vẫn lạc hơn mười vị chân tiên tu sĩ cửu tiên tông tổn thất lớn hơn vương gia dùng toàn bộ lực lượng phòng thủ một tòa thành trì áp lực nhỏ một chút cửu tiên tông kỳ gia muốn phòng thủ nhiều tòa thành trì, áp lực tương đối đại, mỗi một tòa thành trì phân phối đến hạ phẩm diệt tiên pháo cũng không nhiều, kỳ gia tiên giáp quân số lượng vượt qua 30 người, đối phó hỗn độn thú biểu hiện không tệ, cửu tiên tông tiên giáp quân số lượng cũng không ít, nhưng thành trì nhiều lắm, tiên giáp quân chủ yếu là tập trung ở cửu tiên thành cùng cửu dương thành. Cửu dương thành lần trước bị hỗn độn thú công phá, tổn thất nặng nề, cao thư hào bị hỗn độn thú bắt đi, thân tử đạo tiêu. Lần này, Vương Thanh Sơn đám người thu hoạch không nhỏ, chân tiên hậu kỳ ngũ sắc hỗn độn thú tinh hạch, còn có không ít chân tiên hậu kỳ tứ sắc hỗn độn thú tinh hạch, có 20 môn hạ phẩm diệt tiên pháo cùng 30 tên tiên giáp quân, tiểu quy mô hỗn độn thú triều chính là vương gia phát tài cơ hội, Trần Nguyệt Dĩnh, Nghe Thiên Long, Lý Thanh Hoang cùng Lam Phúc không bọn người có thể được lợi. Vương Thanh Phong cùng Đổng Tuyết Ly mang theo một nhóm cao thủ, đem cao giai tinh hạch vận chuyển hồi thiên thần hải vực vương thanh linh tới hỗn độn đại lục thời điểm mang tới một nhóm tinh khiết tinh hạch vương thanh sơn chỉ là đổi đi một chút tinh khiết nhất sắc tinh hạch hắn không có đem cao cấp hơn có màu tinh hạch đổi đi không phải là không muốn mà là không dám hỗn độn thú tinh hạch tại hỗn độn đại lục là ngành tiền tệ tinh khiết tinh hạch là hàng bán chạy xuất thủ một chút tinh khiết nhất sắc tinh hạch còn không đến mức làm người khác chú ý tinh khiết tam sắc tinh hạch tự làm người khác chú ý băng nguyên tộc thương đội lọt vào tập kích nghe nói là lấy được tinh khiết ngũ sắc tinh hạch, bị tà tu để mắt tới. Ban nguyên tộc kim tiên tu sĩ thiếu một chút, không bằng kỳ gia thương đội là chân tiên tu sĩ áp tải vật tư, hỗn độn đại lục cũng không thái bình trong thành vẫn tương đối an toàn, ra khỏi thành đằng sau, muốn phòng bị hỗn độn thú cùng tà tu. Vương gia tu sĩ vận chuyển vật liệu lời nói, trên cơ bản cùng cửu đỉnh thương minh hoặc là kỳ gia cùng một chỗ, dạng này tương đối an toàn vương gia cách một đoạn thời gian bán cho cửu đỉnh thương minh một đầu chân tiên kỳ khôi lỗi thú cũng sẽ xuất thủ một chút nhất sắc tinh hạch cấp cửu đỉnh thương minh cửu đỉnh thương minh cũng vui vì vương gia tu sĩ đoạn đường dù sao tiện đường dựa theo dĩ vãng tình huống trong ngắn hạn không hội bộc phát hỗn độn thú triều phòng ngự áp lực không có như vậy đại bất quá vẫn là phải cẩn thận tăng cường đề phòng chỉ cần có hỗn độn thú tại hạo dương thành phụ gần ẩn hiện vậy liền giải quyết nó không nên đuổi theo quá xa Vương Thanh Sơn nói, hỗn độn thú rất không khéo, công thành phía trước, lại phái một số nhỏ hỗn độn thú tập kích quấy rối thành trì, như quả chỉ là đuổi đi hoặc là bỏ mặt, hỗn độn thú sẽ cho rằng mềm yếu có thể bắt nạt, sẽ xuất động càng nhiều hỗn độn thú tập kích tòa thành trì này. Chỉ cần hỗn độn thú dám xuất hiện tại thành trì phụ cận, nhất định phải tiêu diệt, bất quá cũng muốn chú ý phạm vi, có lúc hỗn độn thú cố ý yếu thế, đem tiên nhân dẫn dụ đến một chỗ, đại lượng hỗn độn thú mục chen nhau mà lên, đem tiên nhân diệt sát. Vương Thanh Linh gật gật đầu, nói ra, cửu ca, ngươi an tâm bế quan đi, ta sẽ quản tốt hạo Dương Thành. Vương Thanh Sơn dự định bế quan tu luyện, đem hạo Dương Thành giao cho Vương Thanh Linh quản hạt, cũng là ma luyện nàng, có đám người trần nguyệt dĩnh, làm phúc không, nghe thiên long hiệp trợ, không lại có cái vấn đề lớn gì. Bạch Linh Nhi lấy ra một mặt bạch quan lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, lông mày nhíu một cái, nói ra, phu quân, cửu tiên tông mạnh tiên tử đến đây, nói là dân kim tiền bối mệnh lệnh nàng ngay tại nghị sự sảnh. Mạnh tiên tử Vương Thanh Sơn nhướng mày, Vương Trường Sinh cố ý phái nhân căn dặn Vương Thanh Sơn, để bọn hắn cẩn thận mạnh gia, bọn hắn làm việc nhất trực rất cẩn thận, liền sợ cho mạnh gia cái gì mượn cớ, ta cùng Linh Nhi đi nên khách sảnh gặp một lần đi. Các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Vương Thanh Sơn nói, hắn cùng Bạch Linh Nhi đến đến ngân khách sảnh, gặp được Mạnh Ngọc Điệp, Vương Đạo Hữu, xét thấy hỗn độn thú nhiều lần xâm chiếm, chúng ta cửu tiên tông dự định phái một nhóm chân tiên tu sĩ đi dò xét hỗn độn thú tình huống, từ các ngươi vương gia tập trung tám vị chân tiên tu sĩ chấp hành này một nhiệm vụ, đây là sư phó chính miệng nói. Mạnh Ngọc Điệp thẳng nhập chính đề. Điều động tám vị chân tiên, Vương Thanh Sơn nhướng mày, Kim Ngọc Lan tự mình mở lời, hắn cũng không dám cự tuyệt, gật đầu nói, không có vấn đề cái gì lúc xuất phát sau ba ngày đi điều tra chân tiên tu sĩ không thể quá yếu ngươi vương thanh phong diệp hải đường vương thanh linh vương anh kiệt vương nhất đao vương mạnh bân cùng vương thanh bạch thực lực không tệ cùng một chỗ đi thôi khắc phái những người khác quá yếu chân tiên tu sĩ đi hỗn độn thú địa bàn chính là muốn chết mạnh ngọc điệp nói cái gì xác định nhân tuyển vương thanh sơn nhướng mày này rõ ràng là nhằm vào bọn họ như quả bọn hắn những này nhân xảy ra ngoài ý muốn, Hạo Dương Thành rất khó thủ được. Như thế nào? Ngươi nghĩ kháng mệnh, Mạnh Ngọc Điệp ngữ khí lạnh lẽo. Thanh Phong rời đi hỗn độn đại lục, không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Vương Thanh Sơn nói, Mạnh Ngọc Điệp nói rõ muốn làm khó dễ bọn hắn, phía sau nàng là Kim Ngọc Lan, Vương Thanh Sơn đắc tội không nổi. Vậy liền phái liễu hồng tuyết đi, ta nghe nói nàng thông thạo đạo pháp hệ hỏa, có một đoàn nhất giai tiên diễm, thực lực nghĩ đến không kém. Mạnh Ngọc Điệp nói, nàng đã sớm tra rõ ràng vương gia cao tầng tình huống, liễu hồng tuyết là vương gia tương đối lợi hại tiên đan sư, có nhất giai tiên diễn. Được thôi, chúng ta đến lúc đó hội tiến về cửu tiên thành tụ hợp. Ngọc Hoa cùng Giang Tuyết cũng cùng các ngươi cùng đi, bọn hắn đảm nhiệm đội trưởng các ngươi muốn phục tùng mệnh lệnh, ta không hy vọng phát sinh tự giết lẫn nhau loại chuyện này. Mạnh Ngọc Điệp ý vị thâm trường nói mạnh ngọc hoa cùng bạch giang tuyết là đốc quân bằng không thì vương gia tu sĩ tìm một chỗ trốn đi tùy tiện biên tạo vậy liền không đạt được mạnh ngọc điệp mục đích nàng cũng lo lắng vương gia chân tiên hạ tử thủ đề tỉnh một câu như quả mạnh ngọc hoa cùng bạch giang tuyết xảy ra ngoài ý muốn nàng tuyệt đối sẽ điều tra chỉ cần là vương gia ra tay nàng nhất định sẽ đem sự tình làm lớn chuyện nhưng kim ngọc lan nghiêm trị như quả vương thanh sơn đám người thân tử đạo tiêu chính giữa mạnh ngọc điệp ý muốn đương nhiên Mạnh Ngọc Hoa cùng Bạch Giang Tuyết cũng không dám sáng lấy nhường vương gia chân tiên chịu chết, bằng không thì bọn hắn cũng khó thoát tội lỗi. Vương Thanh Sơn nhướng mày, đáp ứng, việc này không có chỗ thương lượng. Cứ quyết định như vậy đi, sau ba ngày, tại cửu tiên thành tụ hợp, Mạnh Ngọc Điệp nói xong lời này, đứng dậy rời đi. Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi trở về chỗ ở, nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra. Mạnh gia tu sĩ rõ ràng nhằm vào chúng ta, còn xác định nhân tuyển. Vương Anh Kiệt nhíu mày nói, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước, chúng ta đi dò xét hỗn độn thú tình huống, Ngọc Kỳ phụ trách quản lý hạo dương thành phòng ngự. Vương Thanh Sơn nói, chỉ có thể như thế, bút trướng này trước cùng bọn hắn nhớ kỹ, sớm muộn cùng bọn hắn sổ sách. Diệp Hải Đường vẽ mặt sát khí, sau ba ngày, Vương Thanh Sơn tám người rời đi hạo dương thành, đi cửu tiên thành, cùng Bạch Giang Tuyết hai người tụ hợp, mười người rời đi cửu tiên thành một mảnh liên miên chập trùng xanh biếc sơn mạch, thỉnh thoảng truyền ra một trận vang dội tiếng thú gào. Một cái thấp bé sườn đất sáng lên một trận yếu ớt hoàng quang, một đầu to lớn hoàng sắc xuyên sơn giáp từ lòng đất chui ra, trong mắt chuyển động không thôi, hướng về nơi xa nhìn lại. Hoàng sắc xuyên sơn giáp thể nội, Vương Thanh Sơn cùng 10 tên chân tiên tu sĩ tụ tập tại một chỗ trăm trượng đại không gian. Tại đây đã tới gần hỗn độn thú hoạt động khu vực, cẩn thận một chút mới được một tên thân hình cao lớn thanh sam thanh niên mở miệng nói ra mạnh ngọc hoa chân tiên trung kỳ đơn thuần tu vi hắn so ra kém vương thanh sơn có khả năng đảm nhiệm đội trưởng toàn bộ nhờ mạnh ngọc điệp quan hệ mạnh ngọc điệp đã cùng bọn hắn thấu đáy dò xét hỗn độn thú tình huống là thật mượn cơ hội này diệt trừ vương thanh sơn mấy người cũng là thật mượn đau giết người muốn mượn hỗn độn thú diệt đi vương thanh sơn tám người cũng không dễ dàng dù là diệt đi một nửa vậy cũng không tệ Mạnh Ngọc Hoa không nghĩ tới, vương gia khôi lỗi thú lợi hại như vậy, dọc theo con đường này, bọn hắn đụng phải không ít hỗn độn thú, bất quá hỗn độn thú đều không có phát hiện bọn hắn, bọn hắn bình an đến tại đây. Dựa theo tình báo biểu hiện, tại đây là Hô Lan Sơn Mạch, thuộc về Hô Lan Bộ Lạc địa bàn Hô Lan Bộ Lạc là một cái tiểu bộ lạc, có không ít kim tiên kỳ hỗn độn thú, Hô Lan Bộ Lạc hạ hạt nhiều cái bộ lạc nhỏ, đều có chân tiên kỳ hỗn độn thú, bọn chúng phân tán tại hồ lan sơn mạch ngoại vi, hồ lan sơn mạch ở chỗ sâu trong là kim tiên kỳ hỗn độn thú nơi ở. đám người vương thanh sơn chỉ có thể ở hồ lan sơn mạch ngoại vi hoạt động, chủ yếu là dò xét từng cái bộ lạc nhỏ chân tiên kỳ hỗn độn thú số lượng. phổ thông hỗn độn thú không có nắm giữ lực lượng pháp tắc, bất quá bọn chúng cứu giác, thính giác, thị giác đều rất tốt, tốc độ rất linh mẫn, nhất định phải phải cẩn thận, bằng không thì bị bọn chúng phát hiện, lâm vào hỗn độn thú quần công kích vậy thì phiền toái. Vương Anh kịp một tay nâng một khỏa kim sắc viên châu, kim quang lấp lóe không ngừng, cái này kim lung châu có thể nhìn thấy rất xa tình huống, có này bảo tại tay, bọn hắn có thể nhẹ nhõm nhìn thấy xa xa hỗn độn thú, ngũ sắc hỗn độn thú hai cái, tứ sắc hỗn độn thú 35 con, tam sắc hỗn độn thú 180 chỉ, vô sắc hỗn độn thú vượt qua 500 chỉ, cái này bộ lạc hỗn độn thú số lượng vẫn là so khá nhiều, ở vào hô lan sơn mạch vùng Tây Nam. Vương Anh Kiệt nói, bọn hắn dùng thần thức dò xét hỗn độn thú tu vi, hỗn độn thú có khả năng sẽ phát hiện bọn hắn, chỉ có thể ghi chép hỗn độn thú nhan sắc, này đã rất tốt, thật muốn ghi chép hỗn độn thú tu vi, bọn hắn cũng sẽ bị hỗn độn thú phát hiện. Liễu Hồng Tuyết tay trái nâng một mặt hồng quang lấp lóe pháp bàn, tay phải cầm một chi kim quang lấp lóe ngọc bút, ghi chép cái này bộ lạc hỗn độn thú số lượng cùng vị trí. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất rất nhỏ lắc lư một cái có tiên nhân xâm nhập hỗn độn thú địa bàn bị bọn chúng phát hiện vương anh kiệt nhíu mày nói có thể nhận ra thân phận của bọn hắn bạch giang tuyết hỏi xem phục sức tựa như là tuyết tinh tộc tu sĩ vương anh kiệt nói mặc kệ bọn hắn tử đạo hữu bất tử bần đạo chúng ta cũng không có khả năng kia cứu bọn họ cố tốt chính mình là được rồi mạnh ngọc hoa nói nếu như là cửu tiên tông đệ tử hắn sẽ còn cân nhắc xuất thủ tuyết tinh tộc tu sĩ coi như xong cửu tiên tông cùng tuyết tinh tộc là minh hữu phía dưới nhân giao tình không sâu mạnh ngọc hoa cũng sẽ không vì tuyết tinh tộc tu sĩ đặt mình vào nguy hiểm vương thanh sơn pháp quyết vừa bấm xuyên sơn giáp khôi lỗi thú chui vào lòng đất chậm rãi di động vương anh kiệt nâng kim lung châu dò xét từng cái bộ lạc nhỏ hỗn độn thú số lượng sau bảy ngày hô lan sơn mạch ngoại vi một mảnh rừng hoa đào một đầu xuyên sơn giáp khôi lỗi thú chui ra mặt đất chúng ta đã ghi chép không ít bộ lạc hỗn độn thú tình huống nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm mạnh đạo hữu chúng ta trở về đi vương thanh sơn nói lúc này mới cái nào đến đâu trở về kim tiền bối không hài lòng chúng ta chẳng phải là lại muốn chạy một chuyến tiến nhập sơn mạch ở chỗ sâu trong dò xét hơi cường đại một điểm bộ lạc tình huống lại trở về giao nộp cũng không muộn mạnh ngọc hoa nói tiến nhập sơn mạch ở chỗ sâu trong này sợ rằng sẽ đụng phải biến dị hỗn độn thú đi, bọn chúng thế nhưng là nắm giữ lực lượng pháp tắc, mười phần khó chơi. Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ khó xử, chúng ta cẩn thận một chút, đừng bị bọn chúng phát hiện, sao lại không được, chúng ta trước mắt nắm giữ tình báo còn chưa đủ lấy giao nộp. Mạnh Ngọc Hoa nghiêm mặt nói nếu để cho chính hắn tới dò xét, hắn đã sớm trở về giao nộp, hiện tại không giống, vương gia khôi lỗi thú xác thực lợi hại, hỗn độn thú còn chưa phát hiện, hắn suy nghĩ nhiều nắm giữ một chút tình báo, trở về báo cáo Kim Ngọc Lan, đây coi như là lập công. Vương Thanh Sơn cho mày, làm như vậy quá mạo hiểm, Vương Đạo Hữu, ta là đội trưởng, nghe ta, việc này xác thực nguy hiểm, bằng không thì chúng ta như thế nào lập công. Mạnh Ngọc Hoa nói ngữ khí trầm trọng, Vương Thanh Sơn gật gật đầu, pháp quyết vừa bấm, xuyên sơn giáp khôi lỗi thú chui vào lòng đất, trong lòng đất bên trong ghé qua, một canh giờ sau, Xuyên Sơn Giáp khôi lỗi thú ngừng lại, Vương Anh Kiệt trên tay Kim Lung Châu lập tức kim quan đại phóng, phát hiện một cái bộ lạc, quy mô không nhỏ A, à, có hơn 3,000 con hỗn độn thú, ngũ sắc hỗn độn thú 35 con, tứ sắc hỗn độn thú 140 năm chỉ vô sắc hỗn độn thú hơn ngàn chỉ, Vương Anh Kiệt chậm rãi nói. Liễu Hồng Tuyết ghi chép lại, Xuyên Sơn Giáp khôi lỗi thú tiếp tục đi tới. Một ngày sau xuyên sơn giáp khôi lỗi thú xuất hiện tại một cái sơn cốc hẹp dài bên trong, khôi lỗi thú nội bộ, Vương Anh Kiệt tay nâng lấy kim lung châu. Bọn hắn ghi chép nhiều cái bộ lạc hỗn độn thú tình huống, không tra không biết, tra một cái giật mình, thiên thần hải vực chính đại thế lực liên thủ mới có thể tiêu diệt hô lan sơn mạch hỗn độn thú, không tốt, hỗn độn thú xúc động, số lượng không ít, hướng về chúng ta tại đây chạy tới, không biết có phải hay không là phát hiện chúng ta. Vương Anh Kiệt hoảng sợ nói bọn hắn hiện tại ở vào hô lan sơn mạch ở chỗ sâu trong, lâm vào trùng vây, căn bản chạy không được, hiện tại có hai lựa chọn, một là lưu tại nguyên địa, một khi bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ, hai là thừa dịp như hỗn độn thú vẫn còn chưa qua đến, lập tức chạy trốn. Lập tức rút lui, không nên ôm có may mắn tâm lý. Mạnh Ngọc Hoa nói, Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, xuyên sơn giáp khôi lỗi thú chui vào lòng đất, nhanh chóng đi về phía trước một trận vang dội tiếng thú gào vang lên, không có qua bao lâu, đại lượng phi hành loại hỗn độn thú xuất hiện ở trên không, tự hồ đang tìm người nào, cùng một thời gian, đại lượng hỗn độn thú tại mặt đất chạy, nửa khắc đồng hồ không đến, đại lượng hỗn độn thú bị điều động. Xuyên sơn giáp khôi lỗi thú ở sâu dưới lòng đất nhanh chóng đi về phía trước, vương thanh sơn đám người thần sắc khẩn trương, không tốt, có một đầu hỗn độn thú ngăn cản đường đi của chúng ta, biến dị hỗn độn thú. Vương Anh Kiệt nói, vừa dứt lời, xuyên sơn giáp khôi lỗi thú ngừng lại, một cổ cường đại trọng lực lăng không hiển hiện, đem giam cầm lại. Vương Thanh Sơn pháp quyết kết động không thôi, xuyên sơn giáp khôi lỗi thú không nhúc nhích. Nhất định phải bỏ qua khôi lỗi thú chạy trốn mới được, mau rút lui. Vương Thanh Sơn nói, đại lượng hỗn độn thú hướng về tại đây chạy đến, phần lớn là nhất sắc, phi hành loại cũng không ít. Mặt đất nổ bể ra đến, Vương Thanh Sơn mười người từ lòng đất bay ra, thần sắc khẩn trương chi ra rút lui, nghe theo mệnh trời. Mạnh Ngọc Hoa nói xong lời này, bóc nát một trương thanh quan lấp lóe phù triện, hóa thành một đoàn chói mắt thanh quan biến mất, bạch giang tuyết pháp quyết vừa bấm, bạch quan lóe lên, một đôi bạch quan lấp lóe lông cánh xuất hiện tại phía sau lưng, nhẹ nhàng một cái, hóa thành một đạo bạch sắc vòi rồng hướng về nơi xa bao phủ mà đi, vương mạnh bân pháp quyết vừa bấm, không trung truyền đến một trận vang vọng đất trời tiếng sấm nổ, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, Bổ về phía đánh tới hỗn độn thú, Chân Tiên Sơ Kỳ nhất sắc hỗn độn thú bị một đạo tia chớp màu bạc bổ trúng, lập tức ngã xuống đất, trên thân thêm ra một cái kinh khủng huyết động, không ngừng chảy máu. Chân Tiên Sơ Kỳ nhị sắc hỗn độn thú cũng không khá hơn chút nào, bọn chúng bị một đạo tia chớp màu bạc bổ trúng, chỉ cần không phải bị đánh trúng yếu hại, còn có thể sống sót, cũng đã mất đi chiến lực. Vương Thanh Sơn xoay tay phải lại, thanh liên kiếm xuất hiện trên tay, hướng về hư không một đám một đạo màu xanh kình thiên kiếm quan bao phủ mà xuất, đem mấy chục cái nhất sắc hỗn độn thú chém thành hai nửa. Vương Thanh Bạch phát ra một tiếng ninh tai nhất ốc tiếng long ngâm, hóa thành một cái toàn thân bạch sắc giao long, có vẫy chi chít, miệng phun hàng khí. Vương Thanh Linh bên ngoài thân linh quan đại phóng, chui vào bạch sắc giao long thể nội, bạch sắc giao long khí tức nhanh chóng từ chân tiên hậu kỳ tăng lên tới chân tiên đại viên mãn. Bạch sắc giao long cái đuôi quét qua đập vào một đầu chân tiên trung kỳ tam sắc hỗn độn thú trên thân, nhị sắc hỗn độn thú bay rớt ra ngoài, bên ngoài thân có một vết máu khủng bố, nó còn chưa chết, bất quá cũng thâm thụ trọng thương, mất đi chiến lực. Bạch sắc giao long mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo chướng mắt bạch quang, đánh trúng một đầu chân tiên trung kỳ nhị sắc hỗn độn thú, thân thể của nó nhanh chóng kết băng, biến thành một bộ to lớn băng điêu. Móng của nó đột nhiên vỗ, băng điêu chia năm xẻ bảy, hỗn độn thú hóa thành một mảng lớn cục máu, huyết vẫy tại chỗ. Vương Anh Kiệt bên ngoài thân sáng lên chướng mắt ngũ sắc linh quang, song quyền khẽ động, nương theo lấy từng đợt chói tai tiếng xé gió lên, từng cái ngũ sắc cự quyền lóe lên mà xuất, đánh vào nhất sắc hỗn độn thú trên đầu, nhất sắc hỗn độn thú lập tức đầu rơi máu chảy. Tu luyện thành chân linh, hắn diệt sát chân tiên trung kỳ nhất sắc hỗn độn thú vẫn là rất nhẹ nhàng, diệp hải đường, liễu hồng tuyết cùng vương nhất đao cũng thi pháp công kích hỗn độn thú, đánh tới hỗn độn thú tử thương thảm trọng bất quá hỗn độn thú số lượng nhiều lắm các ngươi trước rút lui ta đoạn hậu vương mạnh bân nói pháp quyết kết động không thôi mấy vạn đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời hướng về đánh tới hỗn độn thú bổ tới phiến thiên địa này như cùng lôi vực vương thanh sơn không do dự tế ra một chiếc màu xanh phi chu chở đám người vương anh kiệt rút lui vương mạnh bân cùng bạch sắc giao long đoạn hậu vừa đánh vừa rút lui mặt đất nổ bể ra đến một đầu thú nhân hình ngũ sắc hỗn độn thú chui vào mặt đất, nhìn nó khí tức, có chân tiên đại viên mãn tu vi. Dám xâm nhập hô lan sơn mạch, thật là muốn chết, ngũ sắc hỗn độn thú miệng nói tiếng người, chân phải đi mặt đất hung hăng dẫm mạnh, mặt đất vỡ ra đến, xuất hiện một cái to dài khe hở, sát theo đó một cổ cường đại trọng lực lăng không hiển hiện, lực lượng pháp tắc, biến dị hỗn độn thú. Vương Thanh Sơn cho mày, bọn hắn tám người liên thủ đối phó biến dị ngũ sắc hỗn độn thú, đều chưa hẳn có khả năng diệt đi nó, hiện tại đại lượng hỗn độn thú chính hướng về tại đây chạy đến, bọn hắn bị biến dị hỗn độn thú kéo, lâm vào hỗn độn thú triều công kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tay phải hắn một phen, hắc quang lóe lên, Thất tinh diệt hồn châu xuất hiện trên tay. Vương Nhất đao vung đao hướng về biến dị hỗn độn thú hư không một trảm, hư không vỡ ra đến, một đạo kim sắc kình thiên đao quang bao phủ mà xuất, chém về phía biến dị hỗn độn thú. Biến dị hỗn độn thú đấm ra một quyền, nhẹ nhõm đánh tan kình thiên đao quang trên tay liền một đạo bạch ngấn đều không có để lại tiếng sấm ầm ầm vang lên một đạo thô to không gì sánh được ngân sắc lôi trụ từ trên trời giáng xuống thẳng đến biến dị hỗn độn thú mà đi biến dị hỗn độn thú bên ngoài thân tuôn ra một trận chói mắt hoàng quang một cái giày đặc áo giáp màu vàng vừa hiện mà xuất bảo vệ toàn thân đấm ra một quyền đóng lấy ngân sắc lôi trụ một tiếng vang thật lớn ngân sắc lôi trụ như cùng giấy bình thường bị biến dị hỗn độn thú một quyền đánh nát, chướng mắt ngân sắc lôi quang che mất phương bốn vạn dặm, bụi mù cuồn cuộn. Một cái to dài bạch sắc đuôi rồng chui vào ngân sắc lôi quang bên trong, truyền ra một tiếng vang trầm, tựa hồ đánh vào tường đồng vách sắt thượng diện đồng dạng. Bụi mù tán đi biến dị hỗn độn thú hai tay nắm lấy bạch sắc dao long cái đuôi, đột nhiên hất lên, bạch sắc dao long đầu hung hăng nện ở mặt đất, đụng hỏng mấy chục tòa cao phong. Bạch sắc giao long bên ngoài thân bạch quan đại phóng, hóa thành một bộ to lớn băng điêu, băng điêu chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số bạch sắc vụn băng. Hắc quan lóe lên, thất tinh diệt hồn châu xuất hiện tại biến dị hỗn độn thú đỉnh đầu. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, thất tinh diệt hồn châu vỡ ra, một đoàn chói mắt màu đen kiêu dương phóng lên tận trời, bao phủ lại phương viên mấy vạn dặm. Đại lượng hỗn độn thú bị màu đen kiêu dương bao lại, từ trên cao rớt xuống, bên ngoài thân không có gì vết thương, không còn khí tức, không nhúc nhích, thừa này cơ hội tốt, đám người vương thanh sơn hướng về nơi xa bay trốn đi, tốc độ rất nhanh, không có qua bao lâu, màu đen kêu dương tán đi, biến dị hỗn độn thú nằm trên mặt đất, vẻ mặt hốt hoảng, giống như đang ngẩn người, thất tinh diệt hồn châu thế nhưng là có khả năng uy hiếp kim tiên tu sĩ bảo vật, cho dù là kim tiên tu sĩ chịu một khỏa thất tinh diệt hồn châu, cũng sẽ thâm thụ trọng thương, nó còn chưa chết, bất quá thần hồn bị thương nghiêm trọng, đã đã mất đi chiến lực, đổi làm phổ thông ngũ sắc hỗn độn thú, đã bị giết đại lượng hỗn độn thú truy kích đám người Vương Thanh Sơn, bọn hắn giao thế yểm hộ, liều chết giết ra khỏi trùng vây, bất quá hỗn độn thú theo đuổi không bỏ, bọn hắn chia binh hai đường, hướng về phương hướng khác nhau chạy đi. Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch cùng Vương Anh Kiệt một đội, Vương Mạnh Bân, Liễu Hồng Tuyết, Vương Nhất Đao cùng Diệp Hải Đường một đội, Cửu Tiên Thành, trên đường phố dòng người như nước thủy triều, xe ngựa huyên láo, nhất tọa yên lặng nói xanh tiểu viện, Mạnh Ngọc Điệp cùng Mạnh Thiên Mị ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đình bên trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm, có chứng cứ có khả năng chứng minh là vương gia làm sao. Mạnh Ngọc Điệp nhíu mày nói, không có, nếu quả như thật là xích mộng tiên tử tọa hóa động phủ, vương gia khẳng định phát tài, không chừng có khả năng xuất hiện một vị kim tiên tu sĩ. Mạnh Thiên Mị vẻ mặt lo lắng, hừ, kim tiên tu sĩ nào có dễ dàng như vậy, không nói đến xung kích kim tiên kỳ linh đang dịu dược lôi kiếp cũng là một đại nạn quan, tự tính thái hạo chân nhân là chân linh, muốn chống đỡ toàn bộ tiên lôi là người si nói mộng. Mạnh Ngọc Điệp cười lạnh nói, chân tiên tu sĩ xung kích kim tiên kỳ, hội dẫn tới tiên lôi, tiên lôi uy lực so cửu thiên thần lôi còn muốn lợi hại hơn. Nàng lấy ra một mặt bảo quan lấp lóe không ngừng chuyện tiên kính, đánh vào một đạo pháp quyết, Mạnh Ngọc Hoa xuất hiện tại trên mặt kính, sắc mặt của hắn trắng bệt, thần sắc quể oải. Chuyện gì xảy ra? Mạnh Ngọc Điệp nhíu mày hỏi. Mạnh Ngọc Hoa nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, hắn sử dụng nhiều trương nhất giai độn thuật phù, lúc này mới thoát thân, cũng bị hỗn độn thú đánh thành trọng thương, hắn không liên lạc được là Bạch Giang Tuyết, khả năng bị giết. Ngươi chạy nhanh nhất đều bị trọng thương nghĩ đến vương gia tu sĩ cũng không khá hơn chút nào, tự tính không có toàn quân bị diệt, tối thiểu vẫn lạc hơn phân nữa. Mạnh Ngọc Điệp mặt lộ vẻ vui mừng. Hy vọng đi. Ta trước chạy về. Mạnh Ngọc Hoa nói: "Tốt, trên đường cẩn thận một chút." Mạnh Ngọc điệp thu hồi chuyện tiên kính, mặt lộ vẻ vui mừng. "Không có những cao thủ này, ta xem Vương gia lấy cái gì giữ vững Hạo Dương Thành, đến lúc đó ta cùng sư phó cầu tình, có thể hay không đem Hạo Dương Thành giao cho chúng ta Mạnh gia, thực sự không được, cũng muốn thu hồi Hạo Dương Thành, không thể ngồi coi Vương gia lớn mạnh." Mạnh Ngọc điệp vẻ mặt tự tin, "Quá tốt rồi." Vương gia cùng chúng ta đối nghịch, một con đường chết. Mạnh Thiên Mị vui vô cùng, trên mặt tràn đầy nụ cười chiến thắng, một mảnh rộng lớn vô biên thảo nguyên, sáu nam một nữ ngay tại vây công một đầu chân tiên trung kỳ nhị sắc hỗn độn thú, Lý Thương Hải cũng ở bên trong. Nhị sắc hỗn độn thú bên ngoài thân máu me đầm đìa, phản ứng của nó rất nhanh, tránh đi nhiều đạo công kích. Kim quang lóe lên, một cái to lớn hóa kim sắc con dấu từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng nhị sắc hỗn độn thú nhị sắc hỗn độn thú nâng lên thú trảo, chụp về phía kim sắc con dấu, một tiếng vang trầm, kim sắc con dấu bay rớt ra ngoài. Lý Thương Hải phải ngón trỏ hướng hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo hắc quan bắn ra, trong nháy mắt đến nhị sắc hỗn độn thú trước mặt, đánh vào trên người của nó. Hạ phẩm tiên khí đánh vào trên người của nó, cũng bất quá là lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn, hắc quan đánh vào nhị sắc hỗn độn thú trên thân, nhị sắc hỗn độn thú thân thể co quắp, phản ứng chậm lại mười mấy món hạ phẩm tiên khí cùng nhau tiến lên, lần lượt đánh vào nhị sắc hỗn độn thú trên thân, truyền ra một trận kim thiết giao kích trầm đục, nhị sắc hỗn độn thú muốn chạy trốn, Lý Thương Hải phải ngón rõ lần nữa hướng về hư không một điểm, một đạo hắc quan bắn ra, đánh vào nhị sắc hỗn độn thú trên thân, nhị sắc hỗn độn thú ánh mắt đờ đẫn xuống tới, phản ứng càng phát trì độn như cùng một cái to lớn bao các bình thường, tùy ý bọn hắn công kích. Như quả vương trường sinh ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, đây là thiên hồn bảo điển độc môn thần thông diệt hồn chỉ sau gần nửa canh giờ nhị sắc hỗn độn thú đầu bị một thanh kim sắc phi kiếm chém xuống đến huyết vẫy tại chỗ cuối cùng là diệt đi nó một tên thân hình cao lớn thanh sam thanh niên vừa cười vừa nói vân phi các ngươi nhanh lên xử lý hỗn độn thú thi thể lý thương hải phân phó nói lý vân phi lên tiếng cùng tộc nhân xử lý nhị sắc hỗn độn thú thi thể một tên dáng người biển chuyển váy tím thiếu phụ lông mày nhíu một cái, lấy ra một mặt màu vàng kim nhạc pháp bàn, pháp bàn truyền ra một trận âm thanh bén nhọn. Có người tới, xúc động ta bố trí kỳ cảnh trận, váy tím thiếu phụ nói. Không có việc gì, dù sao đã diệt đi nhị sắc hỗn độn thú, cẩn thận đề phòng. Lý Thương Hải phân phó nói, hắn hướng về nơi xa chân trời nhìn lại, một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa bay tới, thần trí của hắn cảm ứng được, Bốn tên chân tiên tu sĩ hướng về tại đây bay tới, không có qua bao lâu, màu xanh độn quang ngừng lại, độn quang thu vào, hiện ra một chiếc thanh quang lấp lóe phi chu, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Bạch, Vương Thanh Linh cùng Vương Anh Kiệt đứng ở phía trên, mặt của bọn hắn sắc trắng bệch, quần áo có chút rách rưới, có thể nhìn thấy không ít màu nâu huyết tích, bọn hắn lọt vào hỗn độn thú truy sát, báo hỏng ba bộ chân tiên kỳ khôi lỗi thú, lúc này mới vứt bỏ hỗn độn thú, tự thân cũng bị thương nhẹ. Nếu không phải Vương Trường Sinh Phái Nhân đưa tới một khỏa thất tinh diệt Hồn Châu, đám người Vương Thanh Sơn lần này lành ít dữ nhiều. Thanh liên Vương gia, Lý Thương Hải nhận ra Vương Thanh Sơn bốn người trên quần áo liên hoa đồ án. Vương Thanh Sơn ánh mắt quét qua đám người Lý Thương Hải, khẽ thở vào nhẹ nhõm, lấy bọn hắn hiện tại trạng thái, cũng không sợ đám người Lý Thương Hải dở trò. Vị đạo hữu này, xin hỏi nơi này là nơi nào? Vương Thanh Sơn khách khí vấn đạo hắn cũng không rõ ràng tự mình ở nơi nào bị hỗn độn thú truy sát bọn hắn chỉ lo đào mệnh muốn trở về hạo dương thành cũng không dễ dàng tại hạ lý thương hải tại đây là thương lan thảo nguyên cự ly gần nhất nhất tọa hoàn thành cũng có mấy ngàn vạn ức dặm tốt ở chỗ này không có hỗn độn thú đại bộ lạc đều là bộ lạc nhỏ thường xuyên có khả năng phát hiện lạc đàn hỗn độn thú lý thương hải vừa nói một bên lấy ra một cái thẻ ngọc màu xanh ném cho vương thanh sơn đa tạ lý đạo hữu một điểm tâm ý không thành kính ý vương thanh sơn cảm ơn một tiếng lấy ra một cái vô sắc tinh hạch ném cho lý thương hải hỏi đường cấp một khỏa vô sắc tinh hạch đã coi như là rất phong phú thù lao lý thương hải cũng không khách khí nhận tinh hạch vương thanh sơn pháp quyết vừa bấm màu xanh phi chu hướng về nơi xa bay đi vài cái lấp lóe tự tiêu thất ở chân trời nửa ngày sau màu xanh phi chu xuất hiện tại một cái thấp bé sườn đất trên không Vương Thanh Sơn Pháp quyết vừa bấm, màu xanh phi chu chậm rãi hạ xuống. Vương Anh kiệt tế ra một khỏa hoàng quan lấp lóe kim chúc viên cầu, đánh vào một đạo pháp quyết, kim chúc viên cầu lập tức sáng rõ, tại một tiếng cơ quan tiếng vang trong, hóa thành một đầu to lớn xuyên sơn giáp khôi lỗi thú hắn đánh vào một đạo pháp quyết, xuyên sơn giáp khôi lỗi thú phần bụng hiện ra một cái có trượng đại cửa vào, bọn hắn đi vào, cửa vào khép lại, xuyên sơn giáp bên ngoài thân hoàng quan đại phóng, chui vào lòng đất vương thanh linh lấy ra một mặt linh quang lấp lóe truyện tiên kính đánh vào một đạo pháp quyết không có qua bao lâu trên mặt kính xuất hiện vương mạnh bân khuôn mặt mạnh bân các ngươi thế nào vương thanh linh hỏi nhất đao cùng chúng ta tách ra tuy kích chúng ta hỗn độn thú tương đối nhiều hắn cùng ta lưu lại đoạn hậu đánh lấy đánh lấy hắn tựu cùng ta tách ra bây giờ còn chưa có có liên lạc vương mạnh bân nhíu mày nói cái gì liên lạc không được rồi Vương Thanh Linh lông mày siết chặt, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, các ngươi hiện tại ở đâu? Hải đường cùng Hồng Tuyết không có sao chứ, Vương Thanh Linh truy vấn. Không có, bọn hắn rất tốt, Thanh Linh lão tổ, các ngươi thế nào? Vương Mạnh Bân mở miệng hỏi, chúng ta không có gì đáng ngại, trước mắt tại Thương Lan Thảo Nguyên, nhất thời bán hội nhi gấp không quay về, dự định điều dưỡng một đoạn thời gian, lại chạy trở về, các ngươi đây. Vương Thanh Linh hỏi chúng ta ngay tại trở về Hạo Dương Thành trên đường. Vương Mạnh Bân nói. Vậy là tốt rồi, các ngươi giữ vững Hạo Dương Thành, đừng để Mạnh Ngọc Điệp chui chỗ trống, chúng ta tiếp tục liên hệ nhất đao, Vương Thanh Linh phân phó nói. Biết. Vương Mạnh Bân đáp ứng. Hàng huyên một hồi, Vương Thanh Linh thu hồi truyện tiên kính, có Vương Mạnh Bân, Liễu Hồng Tuyết cùng Diệp Hải Đường tọa trấn hạo Dương Thành, không lại có vấn đề lớn bọn hắn hiện tại cần phải làm là tìm tới vương nhất đao. Vương Thanh Bạch lấy ra một mặt bạch sắc truyện tiên kính, đánh vào một đạo pháp quyết, hơn nửa canh giờ phía sau, mặt kính đều không có phản ứng. Trước chữa thương đi, cách một đoạn thời gian liên lạc một chút nhất đao, hy vọng có thể liên hệ lên hắn. Vương Thanh Sơn nói. Vương Anh Kiệt ba người nhẹ gật đầu đáp ứng, Vương Anh Kiệt phụ trách đề phòng Vương Thanh Linh ba người phục dụng đang dược, vận công luyện hóa dược lực chữa thương. Ba ngày sau, Vương Thanh Sơn lấy ra thẻ ngọc màu xanh, thần thức xuyên vào nó trong, xem xét địa đồ. Dựa theo địa đồ biểu hiện, bọn hắn muốn trở về Hạo Dương thành, có thể nhất trực đi đông, phải xuyên qua một chút hỗn độn thú chiếm cứ địa bàn, có thể lách qua, bất quá phải tốn nhiều thời gian hơn. Vương Thanh Bạch lấy ra một mặt bạch sắc truyện tiên kính, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt kính một cái mơ hồ, có thể nhìn thấy Vương Nhất Đao khuôn mặt. Vương Nhất Đao khuôn mặt trắng bệch, thần sắc quẻ oải xem xét chính là bản thân bị trọng thương dáng vẻ thế nào nhất đao không có sao chứ vương thanh bạch ân cần hỏi han không chết đoạn mất một cái tay vương nhất đao nói ngữ khí bất lực không phải để ngươi mang lên một bộ hỗn độn giáp trụ a như thế nào sẽ còn dạng này vương thanh bạch nhíu mày nói hỗn độn thú nhiều lắm không có hỗn độn giáp trụ ta đã chết rồi vương nhất đao nói ngươi bây giờ ở đâu? Chúng ta đi qua tiếp ngươi, Vương Thanh Bạch nói, Vương Nhất Đao tình huống hiện tại quá kém, nhất định phải muốn tìm tới hắn. Bạch Mã Sơn Mạch một cái dưới đất động quật, Vương Nhất Đao hồi đáp. Bạch Mã Sơn Mạch, cách nơi này rất xa, chúng ta lập tức đi qua, ngươi không nên chạy loạn, tự ngốc tại chỗ. Vương Thanh Sơn phân phó nói. Được. Vương Nhất Đao đáp ứng, Vương Thanh Bạch dặn dò vài câu, thu hồi truyện tiên kính đi chúng ta trước cùng nhất đao tụ hợp vương thanh sơn phân phó nói vương anh kiệt pháp quyết vừa bấm xuyên sơn giáp khôi lỗi thú sáng lên một trận chói mắt hoàng quang nhanh chóng đi về phía trước tiêu thất trong lòng đất nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha